Chiều hôm nay, chiều hôm qua Phá Hoà nhận lời, sáng hôm nay đến đây mọi việc được ngăn nắp, được một cách trang trọng. Điều Phá Hoà không muốn nhưng mà thể hiện, ni sư cũng cũng như đại chúng đã thể hiện điều đó. Không có thương đâu có làm. Cho nên quý vị cứ nhớ, rủi mai này mình phải làm gì, mình cảm thấy phải khó chịu, đừng để khó chịu đó nó tác động, nó làm mình đây là khó chịu, nhưng tôi sẽ chịu khó. Cho nên tu là gì? Là chuyển đổi. Tu là chuyển đổi. Đây là khó chịu, nhưng tôi biết chuyển đổi nó thành chịu khó. Đây là chỗ ngục tù, nhưng vì tôi có tu, phải không? Người ta đưa cái dấu huyền, tôi cất dấu huyền để tôi để tu thôi, phải không? Cho nên ai nói gì sốc mình nghe tỉnh bơ. Bạn mình nói trời ơi, nó nói gì mà bà im lặng à, bà ngu dữ vậy. Nói dạ tôi không có ngu, mà tại tôi tu. Tôi tu chứ đâu có ngu. Tôi đâu có ngu mà tôi không hiểu ta đang nói gì, nhưng mà tại tôi tu. Mà tôi không cần khoe khoang. Tôi không cần khoe khoang và thể hiện, tại vì nó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Nhường người ta đi một chiếc xe, đâu có cần phải la làng, ê bữa nay tôi nhường người ta đi đó. Đó là tu rồi. Nhiều khi mình nhường người ta để người ta đi, vì xe phải không? Người ta có chuyện gấp. Cứ nghĩ vậy mà đơn giản thôi. Nhiều lúc đi máy bay, tới cái chỗ đó nó trễ, có những người bị trễ chuyến bay, thì cái người mà tiếp viên hàng không họ nói sao? Quý vị nào không có việc gì gấp phải đi, xin ngồi lại nhường đường cho những người bị trễ máy bay. Chúng ta sẵn sàng ngồi lại nhường đường cho người khác đi. Hình như trong bài tình yêu nó cũng có vậy đó. Thôi anh xin đứng lại nhìn nhường đường em đi. Yêu đâu cần phải có nha. Nhiều khi mình chỉ cần nhường nhau thôi. Thôi em có hạnh phúc thì anh đây cũng vui rồi. Đúng không? Tại vì cuộc đời nhiều khi sao? Không lấy nhau được mới nhớ hoài ngàn năm. Còn gần được rồi, chán lắm em ơi. Hiểu được chỗ đó không? Thành thử đó, tu hết. Tu hết mà không cần phải nói mình tu gì cả. Nhiều khi mình hơn người ta một chiếc xe, nhưng mà cuối cùng lãng ra tới ngoài trời ơi, trước mình cả ngàn chiếc kìa. Thật ra cứ nghĩ như vậy, mình hơn được một người mà mình đâu có hơn được vạn người, thì để làm gì? Mà hễ mình hơn người ta, mình lấn lướt được người ta, chắc gì người ta ngồi trong xe người ta không chửi mình không? Tại vì sao? Tại mình từng làm vậy đó. Ai mà lướt mình cái thằng quỷ. Phải không nè? Cứ như vậy mà mình quán thôi. Mình chửi người ta được thì người ta cũng chửi mình được. Vậy muốn bị chửi mỗi ngày trên đường đi không? Không thì nhường. Mà nhường thì gọi là tu. Mà tu đâu cần khoe. Mà như vậy đạo Phật nó ở đâu? Nó ở chỗ mình lái xe đó. Vậy thì mình tại sao phải treo Phật ở trong xe? Đâu phải để Phật phù hộ. Phật nhiều khi cũng khổ với mình. Mình lái nhanh muốn chết, Phật chóng mặt muốn chết mà Phật đâu có nói. Trời ơi, mình lách chỗ này, mình quẹo chỗ kia, mà Phật phải ngồi lắc suốt trên xe đó. Phật ngồi lắc suốt trên xe mà Phật đâu có than với mình đâu. Phật nói lái từ từ con. Con mà accident là Phật cũng văng ra xe đó. Như vậy thì mình treo xe trong, mình treo Phật trong xe, không phải Phật phù hộ mình, nhưng mà Phật đủ khả năng nhắc nhở mình slowly down. Con thương Phật không? Phật đang ngồi đây nè. Con lái chậm chậm cho Phật đỡ khổ. Như vậy thì Phật độ con bằng cách Phật ngồi đây để cho con lái chậm. Phật ngồi đây để cho con đừng có overspeed. Phải không? Như vậy mình treo Phật không phải Phật ở trong chiếc xe đó, nhưng mà Phật đủ khả năng nhắc nhở cho mình. Hiểu được như vậy, treo Phật trong xe không có mê tín. Còn mình nghĩ rằng Phật phù hộ mình để mình lái xe đừng accident,
để Phật treo trước, dán Phật ở ngoài sau, hai bên hông hai chữ vạn. Treo cái gì cũng vậy thôi, mà nếu không lái đàng hoàng là bằng lái bị treo. Đeo Phật ở đây, đeo Phật ở đây. Người ta mới nói là đeo coi chừng, mình đi chỗ nào không có vệ sinh là tội nghiệp Phật. Hả miệng ra đút Phật vô miệng. Giấu Phật, tại vô washroom sợ Phật ngửi. Mình đưa Phật nguyên cục vô miệng mình vậy, nguyên si vô miệng mình không sao à. Phật đeo đây là nhắc Phật tâm, Phật lòng, phải không? Phật để ngay đây để nhắc mình. Cho nên người Phật tử, chúng ta có thể làm được những gì chúng ta muốn, nhưng chúng ta phải hiểu chúng ta đang làm gì, để chúng ta không mệnh danh là mê tín. Quý vị để hình Phật quý vị thờ. Hỏi tại sao phải để thờ? Tại tôi muốn cúng Phật phù hộ tôi. Nói vậy cho ta nói mình mê tín. Tôi để Phật để nhắc nhở tôi đi ngang Phật cúi đầu. Sáng đi làm xá Phật con đi làm, chiều đi làm về xá Phật con mới về. Phật tượng để đó, Phật không đủ khả năng ban phước cho mình, nhưng mà tượng Phật ngồi đó đủ khả năng nhắc mình tu. Vậy tượng Phật nhắc mình tu chứ không phải Phật cho mình phước. Nhưng mà Phật có khả năng giúp mình tạo phước. Quý hiểu được điều đó không? Cho nên ngày xưa có một ông cư sĩ, một vị vua nói với ngài Huyền Trang: trẫm trong ba ngôi tam bảo, trẫm chỉ tin hai bảo thôi, đó là Phật bảo và Pháp bảo, còn tăng bảo trẫm không phục, trẫm không kính. Ngài Huyền Trang mới nói: khi hoàng thượng muốn cầu mưa lúc hạn hán, hoàng thượng phải tạo con rồng để làm lễ cầu mưa. Vậy con rồng đó bằng đất, mà tại sao hoàng thượng phải lạy, phải cầu? Cũng như thế, tượng Phật để đó, tại sao hoàng thượng lạy? Phật không ban cho hoàng thượng phước, nhưng mà tượng Phật có khả năng giúp hoàng thượng tu phước bằng cách là khiêm cung lễ bái. Tăng cũng không thể ban phước cho hoàng thượng, nhưng tăng có khả năng giúp hoàng thượng tạo phước, khiêm cung, cung kính. Cũng như vậy thôi. Có một vị đó mới hỏi Pháp Hòa: tại sao trong chùa hay làm mấy cái cảnh đó, con nai, mấy cái cảnh vườn Phật á, rồi không lẽ mỗi lần tụi con lại Phật, tụi con lại luôn con nai sao? Trời, chấp đến mức vậy phải không? Pháp Hòa nói: vậy chứ tại sao mình cứ treo tùm lum trong nhà đó, đi mua vô mấy cái home sense, mua đủ hình đủ tượng vậy đó. Rồi bây giờ mình, nếu mình nói là mình không lại cái con nai, vậy cái bát hương mình để đó, mình lại Phật, mình lại luôn bát hương đó, mình lại luôn chân đèn, mình lại luôn cái ly nước đó, mình không thắc mắc gì, tự nhiên thắc mắc với con nai. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra trong cái 10 hạnh phổ hiền, nó có cái câu là: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Ngạ lễ kính chư Phật là bất cứ cái gì chúng ta cũng kính hết, chứ không phải tượng Phật không. Này, cái chuông này, khi bưng cái chuông bưng hai tay, xài cái tọa cụ bồ đoàn xong phải cất cho ngay ngắn, dùng quyển kinh xong cất quyển kinh lại cho đàng hoàng. Những cái hành động đó không phải lễ kính sao? Phải không? Lễ kính chư Phật đây là biểu bày tỏ cái lòng cung kính. Nhưng mà tất cả chúng ta đều phải kính giống nhau, dù là người hay vật. Trải cái khăn bàn, trải cho nó ngay, lỡ nó nhăn nheo, ủi cho nó thẳng. Xin phép đại chúng là cái áo mình mặc mình còn phải trang chỉnh chu mà, thì huống chi là những cái khác. Mình chỉnh chu cái áo đó là mình kính. Vậy thì vật, người mình đều kính. Nhưng người xấu mình cũng kính, người tốt mình cũng kính. Chỉ có điều là người xấu thì không có gì để mình tán dương, cho nên mình phải đi tới câu thứ hai là: nhị giả xưng tán Như Lai. Kính thì kính chung, mà xưng tán thì tùy việc. Việc nào người ta tốt mình xưng tán. Cho nên Đức Phật chúng ta thường gọi là tán dương. Chữ tán nghĩa là gì? Tán cái tên
ca tụng cái tên người đó. Còn dương là bày tỏ việc làm của người đó, gọi là tán dương. Thí dụ mình mời lên, mình nói tôi xin giới thiệu, đây là ông Nguyễn Văn A, đó là tán đó. Ông là một người giàu lòng từ bi, giúp đỡ cho rất nhiều người trong lúc cảnh khổ, đó là dương. Mình ca ngợi cái tên của người ta, mình tán dương việc làm của người ta. Đức Phật cũng vậy. Mình ca ngợi Đức Phật trước. Phật là đấng từ bi giác ngộ, lập đạo tràng tế độ chúng sanh. Tán dương xong, chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói lên những đức hạnh của Phật, những việc làm của Phật. Thì sau đó chúng ta xướng danh Phật, chúng ta lễ. Chúng ta ca ngợi giáo Pháp. Pháp là con đường sáng, dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức, nhất tâm kính lễ tất cả chánh Pháp trong mười phương. Thí dụ vậy, cho mình tán dương. Thì hôm nay, buổi sáng này, Pháp Hòa chỉ có vài lời nhắc, và xin thưa đại chúng là cố gắng quý vị ngồi làm sao mỗi ngày cái cách hồi nãy đó 15 phút. Lâu ngày mình quen rồi tăng lên 30 phút. Ngồi lâu quý vị niệm Phật cũng được, quý vị ngồi quán hơi thở cũng được. Còn ai dễ bị vọng tâm đó, suy nghĩ ra đó, thì bây giờ mình suy nghĩ những cái câu ngắn để mình giúp phối hợp theo hơi thở của mình. Thí dụ như khi mình hít vào mình ấy tĩnh lặng, khi mình thở ra mình nói mỉm cười. Khi mình nói, thí dụ mình nói thân an, tâm nhẹ, mình tạo những cái chữ gì mà nó rất là tích cực. Mình ngồi 10 phút với những câu nói như vậy, tâm mình không nghĩ gì nữa hết, chỉ một việc đó thôi, hơi thở và những cái lời nói positive. 10 phút sau, 15 phút sau, một ngày mệt nhọc, khỏe ra, nhẹ ra. Pháp Hòa đi giảng, quý vị thấy Pháp Hòa làm việc nhiều lúc mệt, nhưng mà cách đó Pháp Hòa thiền, ngồi tĩnh lặng tưới tẩm, làm cho thân tâm mình bình an trở lại. Nhiều khi Pháp Hòa chỉ cần 5 phút nhắm mắt thôi, đủ năng lực trở lại để làm việc. Cho nên đừng có phân biệt tu thiền tu tịnh gì cả. Cứ nghĩ đơn giản là đây là thức ăn của tâm. Vì mỗi ngày mình ăn uống để cho cái thân mình. Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn. Mà nhiều khi tối đi ngủ nói sáng mai ăn gì. Đang ngồi ăn sáng hỏi trưa nay ăn gì. Đang ăn trưa hỏi chiều nay ăn gì. Đang ăn chiều hỏi tối nay ăn gì. Mà không có nghe nói sáng nay ngồi thiền mấy phút. Trưa nay mình tụng kinh gì. Tối nay mình gì không có. Như vậy rõ ràng mình là Phật tử mà lo ăn không? Không lo ăn cho cái thân, lo thức ăn cho thân mà quên thức ăn của tâm. Mà khi khổ thì tâm nó khổ, chứ đâu ai nói khổ thân nữa, khổ tâm. Mà tâm khổ mới là thống thiết của cuộc đời. Vì Phật cho mình phương pháp trị liệu thân tâm. Hễ tâm mà yên, thân nó khỏe. Quý vị để ý, thân tâm mà vui vẻ coi, thoải mái lắm. Ăn gì cũng ngon, thậm chí ngủ ít mà vẫn tỉnh. Không, mà ăn dở cũng thấy ngon, mà không ăn vẫn thấy no. Mà tại sao ngược lại thì cái khúc lúc mình khổ nó y hệt vậy luôn, mà ngược lại ăn không vô, ráng nuốt. Nói toàn là những câu nghe rất tích cực, tiêu cực. Thôi ráng nuốt, ăn đắng quá, ăn không có phiền hương vị gì hết. Phải không? Khi khổ một cái rồi, tất cả cái khác nó khổ theo. Mà khi vui một cái rồi thì tất cả cái khác nó vui theo. Mà mình lúc nào cũng nói muốn vui. Muốn vui thì phải tu. Mà tu là gì? Là nhìn lại những cái chuyện lặt vặt trong cuộc sống đó. Không có phải gì cao siêu đâu. Cho nên không cần mình phải nói bát nhã, niết bàn gì cả. Bát nhã là gì? Là trí tuệ. Niết bàn là gì? Là tịch tỉnh. Nói nghe thì cao siêu, mà cách sống của mình mỗi ngày chính là trí tuệ và bát nhã và niết bàn đó. Hễ tâm yên là niết bàn. Đủ khả năng dứt mọi khổ đau trong cuộc sống hàng ngày lặt vặt đó là bát nhã, chứ đâu cần mình phải nói gì cao siêu. Một cái chuyện gì nó đến với mình cảm thấy nó không cần thiết để mình bận tâm là bát nhã. Bỏ nó được ra rồi, tâm yên là niết bàn.
Cho nên không cần nói Niết Bàn Bát Nhã, mà mình đã thể hiện cuộc sống của mình qua cái giáo lý của Bát Nhã của Niết Bàn. Cảm ơn đại chúng. Có ai có thắc mắc gì không? Dạ, có ai có hỏi gì không? Dạ, đưa cái mai ha. Khỏi hả? Dạ. Dễ hay khó? Khó thì trả lời nha. Kính bạch thầy, nãy giờ con nghe thầy giảng, con cứ nghĩ sao thầy đọc được suy nghĩ của con. Con xin thầy một lời khuyên cho con và những người đang bơi ngược dòng nước để không bị đuối. Vô Phật. Quý vị có nghe rõ câu hỏi không? Đức Phật có dạy một bài kinh. Bài kinh này Pháp Hòa đã từng giảng rồi. Quý vị nào muốn thì search lại cả chục năm trước rồi. Bài kinh này có tên là Người Nhảy Khỏi Nước. Đức Phật nói có những người như đi trong nước. Có người bị nước trôi. Có người đi ngược nước. Có người dừng lại. Có người nhảy lên. Thì cuộc đời mình cũng vậy thôi. Có nhiều khi mình đi ngược dòng đời, nhưng mình không đủ lực cho nên mình bị trôi ngược lại. Có khi mình trôi ngược, có khi mình trôi xuôi, mà cũng có khi mình bị trụ lại. Nhưng mà người tốt nhất là người biết nhảy lên bờ. Cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Mình hãy nhìn lại coi mình đang bị trôi kiểu nào. Mình đang trôi theo xuôi hay trôi theo ngược. Có nhiều khi mình đi ngược mà không ngược. Chẳng hạn như người xuất gia là đi ngược dòng đời đó. Người ta để tóc mình cạo đầu. Ta mặc đồ đẹp thì mình có một màu đen thôi. Hôm qua Pháp Hòa có chọc bác Phật tử. Bác đi theo Pháp Hòa 3 buổi giảng, bác mặc 3 cái áo dài. Pháp Hòa mới chọc qua nói, người ta lên sân khấu chính thức mà có 1 cái áo dài. Mình là khán giả đi coi mà 3 cái áo dài. Khi mà mình đi ngược á, nếu người tu giống như đi ngược phải không? Gọi là nghịch lưu. Người đi tu là mình sống cuộc đời là nghịch lưu. Nhưng mà trong cái nghịch này, để làm gì? Để thuận. Nghịch mà là thuận. Tại vì sao? Tại vì chúng ta nghịch, nhưng chúng ta không chống đối. Nghịch để giáo hóa, nghịch để làm biểu tượng. Cũng giống như ví dụ nè. Người ta thường xuyên trong cuộc đời này lớn lên phải tập cho mình những cái anh hùng của xã hội, hút thuốc, uống rượu. Nhưng nếu mình không hút thuốc, uống rượu là nghịch đời rồi. Nhưng mà nghịch người ta, nhưng mà thuận ai? Thuận lá phổi, lá gan của mình. Thuận gia đình của mình, thuận cuộc sống của mình để cho cuộc sống bình an. Làm việc nghịch, nhưng mà là thuận. Cũng như thế. Nếu mình đang giận, mà ai đó mà nói theo cơn giận của mình thì là thuận phải không? Thuận theo ý cái vật của mình, nhưng mà cái thuận đó thì lại là nghịch, làm cho mình tăng trưởng cái mức độ tức tối thêm lên. Ví dụ như mình đang tức cái người nào đó, tôi nói bà rồi bà đâu có nghe tôi, cái anh này cái con nhỏ này xài không có được, tức là mình đổ thêm vô thuận với cái cơn giận của mình. Một lát sau mình tăng trưởng cái cơn giận mình lên. Nhưng người nào đó tới nói nghịch lại, thôi trời ơi, mình giận tức nó làm chi, nó như cháu con của mình vậy mà. Tao nói nghịch như cái ý mình hết. Nhưng mà lát sau thì lại là thuận. Cái đó là nghịch duyên, nhưng mà là thuận duyên. Trong cuộc đời này, mình phải nhìn lại coi mình thuận kiểu nào và mình nghịch kiểu nào. Có nhiều khi mình thuận nè. Trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Đó, mình thuận đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi, tôi có con ai nuôi? Thấy người ta có chồng, mình cũng có chồng theo. Mà không biết gì hết trơn, à tầm phù. Rốt cuộc khổ. Quý vị hiểu ý không? Thành tử ra có những cái mình thuận. Thấy người ta làm, mình cũng làm, mà không biết mình đang làm gì hết. Nhiều khi thấy người ta thọ Bồ Tát giới, mình cũng nhào vô mình thọ Bồ Tát giới. Mà không biết Bồ Tát giới là cái gì hết đó.
để có giới tẩy vô. Trời ơi, hòa thượng này cao siêu lắm á, tới truyền giới bà giao vô bà thọ đi. Đăng ký xong vô nghe tinh thần Bồ Tát giới xong chết cha tôi rồi. Pháp Hòa nghe những cái trường hợp như vậy xong rồi lên hỏi thầy ơi có cách nào cho con xả giới không? Quý vị hiểu được điều đó không? Nhiều khi mình thuận mà lại không thuận. Cho nên bây giờ nói lại, cuộc sống của mình á, có những cái mình làm nghịch, nhưng mà mình phải quán chiếu rằng cái nghịch của mình nhưng sẽ làm hạnh phúc cho nhiều người. Ví dụ như á, mình phải ở trong chùa, mình chịu trách nhiệm, mình thức khuya dậy sớm, nhưng mình biết cái sự hy sinh này của mình một lát nữa nhiều người người ta benefit lắm, thì mình biết được rằng đó là cái hạnh phúc của mình. Nghịch mà không khổ đau mà chính là hạnh phúc. Cho nên đôi khi nghịch nó không có gì xấu, mà tùy theo cái sự nghịch của mình và cái tư duy, cái quán chiếu của mình thôi. Thì quý vị nghe lại cái bài giảng đó, người Pháp Hòa giảng cái bài đó tên là Người Nhảy Khỏi Nước. Có thể lên YouTube search cái bài đó để nghe. Thì Pháp Hòa trích một cái bài kinh mà trong kinh Phật dạy nghịch dòng, thuận dòng, trụ lại, nhảy lên, và mình chọn cái nào. Có nhiều khi nhảy lên ai nhờ nhầm, nhảy nhầm cái chỗ gai. Tại trước khi nhảy không có chịu coi. Dạ, cảm ơn đại chúng. Chị hỏi. Dạ. Thưa thầy, cho câu hỏi nãy thầy có nói cái đoạn là cái phiền não êm ái và cái phiền não không êm ái, thì có câu hỏi thầy, nó giống như là phiền não thô và phiền não di tế luôn thầy. Xin thầy cắt đĩa thêm cho con hiểu của mình đó. Cái câu hỏi là hồi nãy Pháp Hòa có nói là phiền não êm ái và phiền não không êm ái. Thì cô có hỏi thêm là nó có phải giống như là thô với tế, phiền não thô và phiền não vi tế không? Cái nào nó cũng có cái thô và cái nào nó cũng có vi tế. Ví dụ, bây giờ mình tức giận một người nào đó là phiền não không êm ái. Nhưng nếu mình đủ định tĩnh thì mình không đi tới hành động, gọi là vi tế. Nhưng nếu mà mình giận người đó, hãy nguýt người ta, đi tới đi ngang kênh người ta, thì đó là thô. Cho nên trong cái phiền não không êm ái, nó vẫn thể hiện thô hay tế. Nhưng mà ngược lại, mình thích một người nào đó, cũng có khi mình thể hiện thô hay tế. Thô là tới gần bắt tay, biểu lộ cái gì đó. Còn tế là mình chỉ đứng xa nhìn thôi, không có thể hiện ra một cách gọi là gì, lộ liễu. Không? Nhất là những người mình chưa quen biết, mình mới gặp người ta, mình thích người ta một chút vậy thôi. Không lẽ chạy tới nói what's your name, uống cà phê không? Đó ta ve liền đó, ta nói trời sao kỳ vậy. Hiểu ý không? Cái nào nó cũng có thô có tế của nó. Thầy, con trai của con á, thì nó cũng thần tượng thầy lắm. Nó cũng đang follow một thầy giảng. Và nó nói với con là tại sao mấy thầy có kiến thức, có đầy đủ sự thông minh mà không ở ngoài đời đi làm kiếm tiền, ngồi đó chờ người ta cúng chiều. Cho con giải thích cách nào cũng được, mà con hỏi cái thầy đó giải thích nó cũng chịu. Tại vì đâu cần. Thầy giải thích sao? Khỏi phiền não. Thật ra đó, cái câu hỏi nó cũng không có gì không đúng, thực tế thôi. Thì tại sao các thầy không đi làm mà các thầy phải chờ sự dâng cúng? Bây giờ mình nhìn kỹ lại, các thầy có đi làm không? Đi làm còn hơn mình nữa. Mình 8 tiếng đồng hồ mình về mình ngủ thẳng cẳng. Một có nhiều thầy làm việc một ngày mười mấy 20 tiếng. Làm những công việc mà khó làm lắm chứ đâu phải đơn giản đâu. Đây Pháp Hòa không có nói chuyện binh nha. Nói chứ thầy chùa binh nhau. Dạ không. Bây giờ quý vị đừng có cần nhìn ai, quý vị nhìn ni sư trụ trì đi. Quý vị xin phép đại chúng là quý vị tới đây quý vị làm công quả ha. Đang làm nửa chừng mà con quý vị réo, quý vị dục nửa chừng quý vị đi về đó, thì cái cuối cùng ai hốt? Quý vị đi
đi chùa xong quý vị tụng kinh rồi quý vị ra cửa, quý vị đi về, ai đóng cửa? Mình nói đơn giản vậy thôi. Như vậy thì các thầy, các sư cô cũng là người đi làm chứ, nhưng mà đi làm ở một cái công việc khác thôi, mà không cần phải nói động tới cái vấn đề tiền bạc thôi. Thì quý vị nhận cái sự giúp đỡ thì trợ duyên lại một phần khác. Đây Pháp Hòa không có nói cái vấn đề gọi là điêu linh tiền bạc, nhưng mà ở đây cuộc sống chúng ta trợ duyên cho nhau. Rồi chúng ta gọi là chúng sanh. Chúng sanh là chúng ta duyên nhau mà sống, gọi là chúng sanh. Chứ không phải, chứ không phải nói ô vậy là gì, là chùa có đặt đó, không phải. Ở đây là mình nói tự mình trong cuộc sống mình ý thức, mình trợ duyên cho nhau. Pháp Hòa ví dụ như sáng hôm nay Pháp Hòa đến đây, Pháp Hòa không hề có một cái đặc để gì hết. Nhưng quý vị cũng chuẩn bị cho Pháp Hòa một ly nước, chuẩn bị cho một cái chỗ ngồi. Đó là chúng ta tự nhiên chúng ta trợ duyên cho nhau thôi. Mà Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa nói chuyện, mặc dù trên hình thức là quý vị thấy ni sư nói rất là khiêm cung, là năn nỉ để được thầy về, mà thật sự ni sư cũng là người trợ duyên để Pháp Hòa mới được gặp quý vị. Nếu ni sư không tổ chức, không làm, Pháp Hòa cũng đâu được cơ hội gặp quý vị đâu, phải không nè? Thành thử ra nếu nói cho cùng là ni sư mới là người giúp Pháp Hòa, chứ không phải Pháp Hòa là người giúp ni sư. Tại vì Pháp Hòa chỉ có một thôi, mà ni sư đủ khả năng để kêu gọi quần hùng buổi sáng nay, phải không? Trong cuộc sống là một sự trợ duyên. Cho nên là trong những cái câu mà chúng ta nhận cúng dường, tài pháp nhị thí, người ta bố thí tiền của, có người bố thí pháp. Trong cuộc đời này á, nếu mà chúng ta chỉ focus vô vấn đề đi làm kiếm tiền mà thiếu những người đưa lên những đạo đức của cuộc sống, thì con người chỉ một thuần một cái là kiếm tiền. Mà con người có thể vì kiếm tiền mà quên đi cả cái nhân nghĩa đạo đức. Vậy thì trong cuộc sống có những người cần đi làm kiếm tiền, và có những người đứng lên để nói những phương thức đạo đức để chúng ta tìm cuộc sống. Xin phép đại chúng tình cảm với nhau nè, mà không có đạo đức chúng ta cũng có thể phá gia can, phá hạnh phúc của nhau. Đó, bạn bè giao tiếp qua lại giữa nam nữ, vợ chồng, nếu chúng ta không có một cái giới thứ ba mà đạo đức của nhà Phật đó, mình có thể vi phạm vào những cái chuyện đó, chứ đừng nói tiền của không nữa. Ngay cả tình cảm chúng ta cũng có thể vi phạm. Rồi anh em với nhau nè, vì tiền của mà cũng có thể hận thù, nghĩa là thưa kiện với nhau nữa. Nhưng mà có cái đạo đức xen vào, cuộc sống nó sẽ khác. Thì ai là cái người nói cái chuyện đó? Chính là những người tu sĩ của đạo Phật, của Thiên Chúa, của Tinh Lành, của tất cả các đạo giáo. Các vị nói những điều đó để làm gì? Để gửi cho chúng ta một thông điệp đạo đức trong cuộc sống của chúng ta. Xin phép đại chúng, nếu chúng ta nấu ăn trong một cái nhà hàng buôn bán thiếu đạo đức, chúng ta vì tiền mà chúng ta có thể làm những điều mà sai phía sau thực hành, điều đó không thể tránh. Bất cứ một cái môn nào cũng vậy thôi, phải không nè? Thành tử ra các vị xuất gia, các vị tu sĩ nói chung, những cơ sở tôn giáo nói chung là những nơi đưa lên những cái ý tưởng để chúng ta đưa vào đó những cái tâm lành để chúng ta làm việc với nhau. Nếu mình có tín ngưỡng nào, mình về tín ngưỡng đó để được nghe những lời giáo huấn để mình ứng dụng trong cuộc sống mỗi ngày. Rồi các vị đó có thời giờ để nghiên cứu, để làm những việc đó, thì buộc lòng người ta không thể làm việc khác. Hễ mình bận, thí dụ như người mẹ ở nhà lo cơm nước, chăm sóc gia đình, thì đâu có thời giờ để đi làm. Thì cha hay là con đi làm về phụ cho mẹ, để mẹ có tiền mới lo. Thì cuộc sống nó cũng vậy. Cũng ngược lại, nếu ai cũng ra ngoài biên thùy để mà đánh giặc bảo vệ non sông, thì ai ở bên trong này lo hậu phương để mà dạy học sinh, những đứa nhỏ nó mới lớn lên. Cho nên có những người ra ngoài bảo vệ cho tổ quốc, cho quê hương, thì cũng có những người ở lại để lo những công việc an ổn cái nội bộ. Cho nên chúng ta có ngoại, chúng ta có nội, phải không? Ngoại hộ và nội hộ. Đó, bây giờ quý các vị tu sĩ trong nhà, trong chùa là nội hộ đó, chăm sóc chùa chiền, lo cái mặt tinh thần, thì phải có những người bên ngoài lo bên ngoài. Đại khái vậy thôi. Còn thực tế là đã như vậy, còn mình tiếp nhận nó hay không, tùy theo cái tư kiến, cái kiến của mình. Tại vì ai cũng có tự cái thấy của mình.
Nhưng nếu mà chúng ta thấy có những cái chúng ta thấy nó thoáng thì chúng ta sẽ làm cho cuộc sống mình nó nhẹ hơn. Còn nếu chúng ta thấy mà chúng ta bám vào thì chúng ta tự chúng ta định vào một cái thấy đó, gọi là định kiến đó. Mà cái định kiến đó có thể làm cho mình bị bế tắc và không thông. Cho nên tất cả đều là cái thấy, nhưng thấy như thế nào để chúng ta có sự cảm thông, thấy như thế nào để chúng ta có sự hiểu biết. Chúng ta có cảm thông thì chúng ta sẽ đi tới sự ôm ấp, tình thương, nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta không có cảm thông thì ngay đó chúng ta dừng. Cũng như giống như mình uống thuốc trụ sinh đó. Mình đau cổ, mình bệnh đó, bác sĩ cho mình 10 ngày trụ sinh, nhưng uống mới có 5 ngày thấy khỏe, dừng thuốc. Nhưng mà thực tế trụ sinh phải uống đủ 10 ngày hay 7 ngày để nó diệt hẳn cái vi trùng trong cơ thể của mình. Nhưng uống mới có 3 bữa 5 ngày hết, dừng thôi, nó sẽ trở lại bệnh. Phải không? Thành thử cũng như thế. Nếu chúng ta dừng lại đó thì chúng ta sẽ hạnh phúc hay khổ đau ngang đó thôi. Còn nếu chúng ta thông hơn thì cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Vậy thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Dạ thưa thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ con có 3 người con. Con là nhỏ nhất. Và con có một chị lớn. Chị con ngày xưa rất là giàu, nhưng mà chị bây giờ chị bị xuống cấp phá sản. Rồi tụi con thì hay rất đi chùa, hay làm phước, nhưng mà chị con thì không có làm phước. Nhưng mà mẹ con thì bây giờ rất là khổ tâm cho chị đó. Nhưng mà con thì hay bố thí gạo, nhưng mà con có khuyên chị là hay đi chùa làm phước, bố thí gạo, mình không có ít thì có nhiều, nhưng mà chị đó không làm. Rồi con có nói với mẹ, ví dụ như chị không làm thì mẹ có thể làm cho chị. Con muốn hỏi thầy, mẹ con làm cho chị con như vậy thì có được không ạ? Quý vị nghe rõ câu hỏi. Thí dụ một người, người ta chưa biết bố thí, mình bố thí, mình hồi hướng cho người đó có được không? Dạ được. Tại vì khi chúng ta hồi hướng, nghĩa là chúng ta hồi, nghĩa là quay trở lại. Hướng là chúng ta hướng về. Vậy thì trước khi chúng ta hướng, chúng ta phải hồi. Hiểu ý không? Hồi hướng có 4 cách. Hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tự hướng tha. Đó là 4 cách hồi hướng. Hồi tự hướng tha là mình nhìn lại mình, cái của mình cho bố thí để hồi hướng cho người kia. Của này là do tự mình có, mình cho hay mình chôn của người khác. Thì cái đó gọi là hồi tự hướng tha. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa muốn cho tiền con mình đi học. Thì đối với đứa con á, là mình cho tiền con đi học, con sẽ appreciate mình, trân quý mình. Nhưng mà bù lại tự mình biết tiền để đâu ra, mình lường gạt người kia, mình ăn cắp của người kia, mình cho con mình. Như vậy mình cho người ta mà mình quên nhìn lại cái của mình cho là từ đâu. Như vậy thì cái tác dụng của nó không có nhiều, là tại vì mình chôm mình đưa. Cái đó gọi là hồi tự hướng tha, phải không nè? Hồi nhân hướng quả. Cái quả mình cho con mình học hành là tốt, nhưng mà cái nhân này từ đâu mà có? Nhân này là nhân trộm cắp. Hồi sự hướng lý. Cái sự là mình có cho thủa thật, nhưng mà cái lý mình cho nó có đúng không? Ví dụ mình con mình nó cờ bạc mình cho, thì cái này là trật lý nè. Cái sự là mình vẫn cho con mình tiền, nhưng mà mình không quán chiếu được cái đạo lý mà chúng ta cho nó là gì cái gì. Đó, Pháp Hòa giải thích rộng để lấy trở lại cái chỗ đó. Rồi hồi sự hướng lý. Rồi cuối cùng là gì? Hồi tiểu hướng đại. Có thể việc làm mình tuy nhỏ thôi, nhưng mà cái tấm lòng của mình rất lớn. Thì trường hợp của mẹ, mặc dù việc làm của mẹ nó không ảnh hưởng nhiều đến chị, tại vì nếu đích thân chị thì nó sẽ hay nữa. Nhưng ít nhất trong giây phút này, mẹ cũng đã làm một điều gì cho chị. Nhưng mà nói cho cùng, cái người mà hồi hướng và cái người nhận hồi hướng, ai là người benefit trước? Chính là mẹ. Tại vì ít ra lòng của mẹ cũng mở ra. Thí dụ bây giờ mẹ không khe, mẹ không lo, kệ nó đi, khổ hơn mẹ là con. Bây giờ vì thương con, mẹ bố thí, cho nên mẹ đã mở lòng từ bi trước rồi. Vậy thì chúng ta cũng thế. Khi chúng ta nghĩ một điều xấu gì cho ai,
Người thứ bị xấu đó chưa xấu, nhưng mà người xấu đầu tiên chính là tư tưởng và tâm linh của mình, con người của mình. Cho nên đừng ngồi đó mà chúng ta nói xấu người này người kia, khi chúng ta chưa biết gì về họ, những việc làm của họ, thì có một cái lỗi rất lớn. Không biết gì về người ta mà nói trật về người ta là tự mình tạo cái lỗi cho mình. Người ta có xấu không? Do mình quảng cáo người ta à? Nhưng mà tự mình đã xấu rồi, mà mình cứ nghĩ rằng mình là người tốt, dám phá tà hiển chánh. Làm sao mình biết người ta tà hay chánh mà chúng ta nói? Cho nên chưa đủ tuệ giác thì không dám, phải không? Cho nên làm được việc đó tốt. Pháp Hòa giải thích rộng bốn chữ, hai chữ hồi hướng: hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý. Trên hình thức là sự, mẹ hồi hướng cho con qua những việc bố thí, quá tốt, phải không? Chứ mẹ không làm, thí dụ bây giờ mẹ lường gạt đầu này đầu kia, mẹ cho chị thì cái đâu có tốt nha. Dạ thưa thầy, ví dụ như mẹ con thì kinh tế cũng eo hẹp, ví dụ con thì hay ít về Việt Nam mà con gửi về cho mẹ làm, ví dụ những lúc con về thì con làm cho chị con có được không ạ? Tất cả đều được hết, tất cả đều được hết. Tại vì á, phước á, thì cũng có phước cộng phước, nhưng mà tội thì nó cũng có cộng tội, thấy không? Ví dụ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị thấy một người nào khổ, quý vị nói tội nghiệp quá à. Nhưng mà nếu một người nào sung sướng, mình có câu gì để khen không? Chị sao tại chị thì mình thấy có một cái tội nghiệp không, mà không thấy cái câu thứ hai là phước nghiệp. Thí dụ mình thấy người đó được con thương, gia đình hạnh phúc, mình nói phước nghiệp. Đó là cái phước, cái là cái nghiệp mà nghiệp phước. Còn nếu mà mình thấy một người làm việc xấu thì mình nói là tội nghiệp. Như vậy đừng có nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có tội nghiệp mà không có phước nghiệp, phải không? Mẹ và chị đều có phước. Mẹ chị rất có phước, được mẹ thương bằng một cách tinh thần mà không có phải làm gì khác. Thí dụ mình tụng một thời kinh hồi hướng cho người ta, có phước lắm mới được ta nghĩ ta hồi hướng cho mình. Nhiều khi bạn bè mình nghe người ta bệnh, mình tụng thời kinh mình hồi hướng cho người ta, thì cái đó là cái phước của cái người bạn. Vì mình bệnh mà bạn vẫn nhớ tới mình. Cho nên đại chúng nhớ là trong cuộc đời này, chúng ta được ai thương mến, đừng nghĩ gì cả, cứ nghĩ đó là cái may mắn, cái phước của mình. Và mình trân quý những cái gì người ta làm cho mình, để mình đừng có mất phước. Ôi thương yêu gì tôi mà giả bộ đó, nói vậy chi? Tự mình nói vậy mình cũng đã làm cho cái tư tưởng mình nó negative rồi, phải không? Cho nên chính như vậy, chúng ta cứ tạo thành những cái khối nghiệp negative, tiêu cực trong tâm mình, không biết nhận diện những gì người khác làm cho mình. Cho nên rồi mẹ cũng vậy, thay vì mẹ sống dửng dưng, ngày nay mẹ biết nghĩ tới con, cả hai đều có phước nên làm, thấy không? Thay vì chúng ta chỉ không quan tâm với nhau và quan tâm nhau, cái nào nó hay hơn? Tốt. Dạ con cảm ơn thầy. Để Pháp Hòa nói thêm này cho nó trọn. Nhưng mà lỡ ví dụ mình có một người thân bị bệnh, bây giờ làm sao để mình bố thí tiền của họ đây? Họ bệnh mà, mình lấy tiền của họ mình cho người khác. Nhưng mà trước khi cho, mình nói với người bệnh, dù ba mình, mẹ mình đang nằm đó bệnh, Mẹ còn ít tiền của, con lấy tiền của mẹ con bố thí cho người nghèo nha. Con nói cho mẹ biết để mẹ đồng hoan hỷ với con, mẹ con mình cùng bố thí giúp người nghèo bằng tiền của mẹ. Mình nói cho người bệnh, xong rồi mình cũng tâm tư mình cũng nghĩ như vậy. Để làm gì? Để mình gieo cái tư tưởng thiện lành trong tâm của người bệnh. Có thể họ bệnh nó chưa nghĩ tới chuyện đó, nhưng chúng ta còn khỏe, chúng ta nghĩ tới chuyện đó, thì chúng ta nên chia sẻ. Đừng nghĩ người đó bệnh không biết gì, họ không đủ khả năng phản ứng lại thôi, chứ thật sự tâm thức họ tiếp nhận những gì mình nói hết. Dạ yeah. Tất cả đều hồi hết. Rồi câu hỏi cuối cùng. Cô bạn của con là bị bệnh nan y. Thì khi mà cô phát hiện bệnh nan y á, thì cô có vái là sẽ ăn chay trường suốt đời, nhưng mà trong thời gian chữa bệnh á,
thì cô không có sức khỏe nên cô không có ăn, cho đến bây giờ cô cũng không ăn được chay trường. Thì cô rất là lo, cô muốn hỏi là cô có bị tội hay không, hay là cô nên như thế nào á. Nhưng mà cô này, cô bạn của con thì làm phước rất là nhiều á. Mình làm một cái việc gì mình nguyện mình ăn chay trường hay bất cứ một cái nguyện nào, nhưng mà sau đó vì hoàn cảnh nào mình làm chưa được, ví dụ như giờ muốn ăn chay trường mà sức khỏe không có, thì đâu phải tại mình muốn quỵt cái câu cái lời nguyện đâu, mà tại vì mình không đủ cơ duyên để làm việc đó. Mà trong cuộc đời này đâu phải chỉ ăn chay trường mà còn làm được rất nhiều thiện sự khác. Nếu chị có khả năng bố thí cho người khác, giúp đỡ cho người khác cũng tốt, không sao cả. Cái quan trọng là tâm mình đã hướng thượng, hướng thiện, mình muốn hoàn cái nguyện của mình, nhưng vì hoàn cảnh chúng ta không làm được việc này thì chúng ta làm việc khác. Đức Phật có dạy trong Kinh Pháp Cú, như từng những cánh hoa kết lại thành một tràng hoa, cũng như thế, ở nơi thân sanh tử này chúng ta có thể làm được rất nhiều thiện sự, chứ không phải chỉ một việc ăn chay trường. Làm được tất cả thiện sự nào chúng ta làm để đừng lãng phí cái thân sanh tử tạm bợ này. Như từng những cánh hoa, từng những đóa hoa chúng ta kết lại thành một tràng hoa. Thân sanh tử này tạm bợ nhưng đừng để nó lãng phí, mà hãy dùng nó một cách trọn vẹn, có thể bất cứ việc gì. Cho nên nấu ăn cũng được, quét nhà cũng được, nói pháp cũng được, đọc kinh cũng được, bất cứ thiện sự gì làm được bởi cái thân sanh tử này không phí. Vì cô hiểu được chỗ đó rồi. Ở trong Phật giáo đó thì chúng ta có nhiều cái phương pháp tu tập, và trong trong Phật pháp đó thì khi mà mình nói đến tu tập đó thì chúng ta có nhiều hình thức khác nhau. Và ngay cả trong đời sống của con người chúng ta đây cũng có mỗi người mỗi cái hạnh sống khác nhau. Chúng ta thường gọi là cái hạnh. Hạnh tức là cái cách sống, cái đạo đức, cái thiện lành từ ở nơi cái người đó. Mà thậm chí có thể người đó có những cái thái độ làm cho mình khó chịu, nhưng mà nếu mình nhìn với cái cặp mắt gọi là quán chiếu trí tuệ, thương yêu, thì không chừng vị đó đang thể hiện một cái hạnh mà để cho chúng ta phải nhờ đó và chúng ta chuyển hóa. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là cái vị kia lợi dụng cái chữ đó nói tôi cái hạnh của tôi vậy. Mình nên tập quán chiếu và nhìn thấy người khác bằng tất cả mọi hình thức và cứ nhận đó như một hạnh tu. Nhưng mà có những người cái hạnh của người ta sâu lắng, không ồn ào, không có phô trương, và luôn luôn thực hiện cái việc đó mà gần như mình không biết. Mà nếu chúng ta lấy cái tâm chúng ta nhìn thì chúng ta thấy vị đó đang làm cái mật hạnh. Có một ví dụ như ở đây chùa đây có một người nào đó sáng sớm chủ nhật âm thầm đi xuống bếp rửa dọn quét dọn mà không hề quý vị phô trương gì hết, trong khi đó mọi người còn có thể đang ngủ. Thí dụ vậy thì người đó đã đi đổ rác, đi dọn dẹp, đi chuẩn bị cho một ngày sinh hoạt chủ nhật, thì cái vị đó chúng ta gọi là mật hạnh. Mật là gì? Mật tức là kín đáo, thấy không? Thí dụ như mình nói là chân ngôn mật chú, vì những bài thần chú nó có tính chất, nó có tính chất mật mà chúng ta phải hành trì. Nhưng mà nói mật mà không mật, bởi vì trong cái mật đó nếu chúng ta có sâu sắc, chúng ta nhìn, chúng ta mới cảm nhận được. Cho nên đó nhiều khi Phật pháp đó, mình nghe loáng thoáng là không có hiểu hết đâu. Mình phải ngồi yên lắng, mình nghe rồi mình mới cảm nhận được cái lời pháp đó. Có những người sống trong cuộc đời chúng ta đây, hàng ngày họ làm những công việc mà chúng ta coi rất bình thường, nhưng một ngày nào đó chúng ta ngồi lại chúng ta nhìn thì chúng ta thấy thiệt là một bậc hạnh bao nhiêu lâu nay
bao nhiêu năm tháng họ vẫn kiên trì miệt mài với công việc đó mà không hề có một lời than vãn nào hết. Vợ mình có thể là một người mặc hạnh, mỗi sáng ngủ dậy, có nhiều khi mình đang còn ngủ thì bà xã đã dậy chăm cho mình một bình trà, hay làm cho mình một miếng cà phê, làm cho mình một miếng bánh mì. Mình ra ghé, mình kéo ghé, mình ngồi mình ăn. Mình có cái chuyện đó rất bình thường. Nhưng mà không ngờ chuyện đó đã xảy ra 30 năm liên tục như vậy, ngày nào mình cũng được như vậy. Người đó có khoe khoang không? Nhưng mà thật sự người đó có làm việc không? Có. Mà có cần phải nói năng gì không? Có. Mình vẫn kéo ghế mình ngồi ăn cái đó mà mình chưa hề nhận diện được đây là một việc làm đẹp, một làm từ tình thương, từ cái tình thương, từ sự quan tâm mà mình hình như chưa bao giờ để ý. Cho nên tu tập là mình phải có cái nhìn trở lại để thấy tất cả mọi người xung quanh mình có những việc làm nhẹ nhàng đối với mình lắm, bao nhiêu năm qua mà chưa hề than vãn hay khoe khoang hay trách móc gì. Để làm gì? Để mình trân quý, để mình thương yêu. Lỡ một ngày nào đó người đó không còn thì chúng ta vỡ lẽ ra, trời ơi, bây giờ ai làm việc đó cho tôi nữa. Mà mấy mươi năm trời họ làm điều đó mà chúng ta không bao giờ thấy. Có phải không? Thường á, Pháp Hòa lên tụng kinh thì thời gian sau này thì sức khỏe nó không có nhiều. Vì vậy mà mấy thầy, mấy chú trong chùa đều biết ý. Khi Pháp Hòa lên ngồi tụng kinh thì các vị hay rót cho Pháp Hòa một ly nước nóng để cái tụng. Pháp Hòa uống không uống không cần biết. Nhưng mà cứ thấy thầy lên ngồi tụng kinh, thầy lại đem một ly nước nóng đem. Mà mỗi lần mà Pháp Hòa bước ra, Pháp Hòa thấy cái ly nước thì mình lại thấy ai đó đang làm một vật hạnh cho mình. Có quà thường ngồi cái gối ngồi thiền đó thì các vị biết, cho nên lúc nào có quà ra ngồi tụng kinh, ngồi thiền thì để cái gối đó sẵn cho có quà. Thật sự đang nhiều khi mình sống trong đời, nhất là mình sống chung với nhau, mình sống chung với nhau mình dễ bị một cái tập khí là coi thường những việc đó và không hề thấy những cái đó là cái gì nó quan trọng cả. Nhưng mà thật sự nó quan trọng, tại không có họ là mình hụt hẫng liền. Không có cái hành động đó là mình thấy thiếu thốn liền, mình thấy nó trống vắng liền. Nhưng mà mình thiếu cái tư duy, mình thiếu cái nhìn lại cho mình không thấy. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, không phải có những người người ta làm cái việc phải ồn ào, chẳng hạn như làm MC, là một người hướng dẫn chương trình, họ phải nói cái chuyện chứ, phải không? Nhưng mà có một người người ta rất là bận hạnh, người ta đâu có được ra trước, ta làm tại công việc của ta là kéo màn, bật đèn, tắt đèn trên sân khấu và họ không lên tiếng gì hết. Mà không có họ thì cái sân khấu nó không đẹp. Họ chỉnh âm thanh, họ chỉnh ánh sáng, nhưng mà đó là việc làm của các vị đó. Và chúng ta chỉ được enjoy, được thưởng thức ánh sáng, âm thanh mà đôi lúc chúng ta không hề biết người đó là ai. Mà người đó có mặt ngay cái sân khấu giây phút đó không? Không có họ thì làm sao ánh sáng âm thanh nó tốt được. Nhưng mà đó là một mặt hạnh của người. Đôi khi mình đi làm về, một đôi giày mình bớt đó, nhưng mà mình thấy tự nhiên chừng 5-10 phút sau thì đôi giày nó lại đi vào cái nền này. Cái áo lạnh mình lột ra mình dùng đó thì lại thấy chút xíu cái áo lạnh nó được mang trên cái đó. Rồi đôi khi mình đeo cái quần áo dơ mình đem mình giặt, xong mình lại quên sấy, mình quên xếp. Nhưng mà không ngờ lát nữa nó được ngăn nắp, nó đi vào trong phòng của mình, nó nằm đó. Ai làm cho mình? Có phải ma mà có những bàn tay mật hạnh. Cho nên ở trong cái bài tụng buổi sáng đó, quý vị nào mà có công phu sáng thì quý vị nghe bài cái câu đó. Đâu? Kim can mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới. Kim can mật tích là gì? Là những vị thần, những vị Bồ Tát, những vị gọi như là hộ trì cho mình đó. Có nhiều khi họ làm cái việc lớn như là khiêng cả một ngọn núi, gọi là kình sơn
Kình Sơn là bưng cả một cái núi. Nhưng mà có những người ta làm rất nhỏ, trì sử cầm cái chài thôi, nhưng mà họ là những kim can vật tích. Có những người cầm cả ngọn núi, bưng cả cái núi, dời cả cái núi, mà cũng có người chỉ cầm một cái chài. Cũng có những người họ làm việc rất lớn, nhưng cũng có người chỉ cầm cái chổi để quét. Nhưng mà trong xã hội không thể tiếp, không thể tiếp. Hồi sáng này trên đường đi thì quý vị mới nói là cái đảo này đó, năm nay là tấp nập dân du lịch trở lại như là hơn 2 năm trước, 3 năm trước. Pháp Hòa nói phải vậy chứ. Tại vì chúng ta là chúng sanh mà. Chúng sanh là gì? Nương nhau mà sống. Những người dân ở đây à, cái công ăn việc làm là nhờ du khách. Bây giờ du khách có đổ vô đây thì công ăn việc làm mình nó tốt, phải không? Rồi họ đi về cái vùng của họ, họ cũng nhờ những người khác support cho họ sống. Chúng ta đều nương nhau mà sống. Ví dụ như ở đây mà tổ chức khóa tu, rồi mỗi năm Phật tử các nơi ta đổ về thì hãng vé máy bay cũng nương chùa này nhờ khóa tu để có được ít công ăn việc làm. Tôi nói ví dụ vậy để cho đại chúng thấy chúng sanh là gì. Chúng do duyên sanh, tất cả chúng ta đều do nhân duyên nương tựa nhau mà sống. Mình thích ăn món đó mà không ai làm ra, sao mình có mình ăn, mặc dù mình có tiền nhưng không ai làm mình cũng không được. Vì vậy cho nên phải thấy được cái liên đới đó và chắc tay ghi nhận xung quanh mình đều là những người có những cái hạnh bí mật mà mình không thể nói được. Quý vị thấy cái người đi đổ rác không? Tối mình nghe ngày mà mình biết ngày mai sáng họ đổ rác, là tối nên mình kéo tất cả rác dưới gì của mình ra mình trồng chất lên đó. Rồi có thể 6-7 giờ sáng là mình đã nghe cái tiếng xe của họ đi tới trước cửa nhà mình rồi. Trong một việc làm rất im lặng, nhưng mà mình chỉ biết được họ tới trước cửa nhà mình khi tiếng xe của họ tới. Pháp Hòa sáng ngủ dậy sớm và hay ngồi trên bàn làm việc, và phía cái cửa chỗ phòng Pháp Hòa có ra là cái thùng rác của chùa. Cho nên mà mỗi lần ở Pháp Hòa trời nhiêu tiết trời chán gián, còn tối mà mình chưa mở màn chứ gì hết, thì mình đã nghe cái tiếng xe thắng lại là không còn biết xe rác đó không. Và mình nhiều lúc có đôi khi 6 giờ sáng Pháp Hòa nghe tiếng xúc tiếng dở ra thì thị ra có một chú Phật tử trước khi đi làm đã tắt vô chùa cạo tuyết gì. Trong cái giây phút đó mình hiếp tình là mình trân quý, mình thấy những người có những cái bậc hạnh. Cho nên nói như vậy để đại chúng biết rằng hạnh là gì, là cái behavior, cái action, the way they live. Và tất cả mọi người chúng ta đều có những cái hạnh khác nhau. Có những người có hạnh phát nguyện cúng gạo cho chùa, cúng nước cho chùa, cúng dầu ăn. Có những người phát nguyện đi vào trong những chỗ già dưỡng lão chơi với người già, món cơm cho người già ăn, nói chuyện với người già. Mình thấy họ đâu có nói gì, nhưng mà thật sự khi hiểu ra việc làm của họ quá cao đẹp. Hôm rồi có quà, có một cái tang lễ của một em còn trẻ lắm, chỉ khoảng 25 tuổi. Và khi em mất đi rồi á, cái lễ tang đó có hơn 500 người dự, từ 500 người trở lên ngồi đẹp nghe. Thì quý vị biết bao nhiêu người đó chia sẻ, biết bao nhiêu cái việc làm của các em đó. Mà ba mẹ hoàn toàn đạo diệt con mình, nó sống quá hay quá đẹp như bên ngoài là nó không biết. Tại sao? Tại nó không có bao giờ nó kèm mặt. Đang đi học, đi làm mà đối xử với những người bạn như vậy. Thành thử ra có quà thưa đại chúng nói như vậy để rồi chúng ta biết rằng đừng bao giờ chúng ta coi thường ai, hay là chúng ta hất hủi ai, chúng ta không biết lấy cái cặp mắt tri ơn niệm ơn. Mình đi ra tới cái cửa tự nhiên sạch sẽ chứ đâu phải tự nhiên nó được, phải có người làm mà mình không thấy việc làm đó là bậc thầy. Ngày xưa có một vị đệ tử Phật, đó là Ngài La Hầu La. Thì quý vị biết Ngài La Hầu La đó, nguyên Ngài là con của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Nói gần gũi cho đại chúng dễ biết,
La Hầu La là con của Phật. Trước khi Phật đi xuất gia thì Ngài có một người con trai. Thì khi mà Ngài đi tu thì Ngài La Hầu La còn nhỏ lắm. Đến khi La Hầu La 7 tuổi thì bắt đầu xin đi vào xuất gia. Thì một đứa chú bé 7 tuổi mà, thì Đức Phật biết không thể cho ngành Phật được. Tại vì Ngài La Hầu La có thể ỷ lại ông thầy đây là ba của tôi, cho nên có thể cái sự tu tập của Ngài nó không có được tinh chuyên miên mật. Cho nên Ngài Đức Phật mới giao Ngài La Hầu La cho Ngài Xá Lợi Phất chăm sóc. Nhưng mà Ngài La Hầu La có một cái bệnh, đó là bệnh nói dối. Nói dối. Thành thử một hôm nọ có nhiều lần các vị mép Phật, cho nên một ngày nọ Đức Phật mới gọi Ngài La Hầu La tới. Đức Phật nói Ngài La Hầu La đi lấy cho Ngài một cái chậu sạch, sạch sẽ, brand new. La Hầu La, cái chậu sạch này có thể được thức ăn được không? Nói dạ thưa Đức Thế Tôn, được. La Hầu La, hãy đổ nước vào trong đây. Và Đức Phật đưa cái bàn chân Ngài vào trong cái bồn đó và rửa chân xong thì nói La Hầu La, nước này bây giờ có thể uống không? Nói giờ bạch Đức Thế Tôn, nước này trước khi rửa chân Đức Thế Tôn có thể uống, sau khi rửa chân rồi nước này dơ không thể uống. Đức Phật nói vậy thì thôi đổ nước đi. Đổ ra xong rồi thì cái chậu này Đức Phật hỏi, này La Hầu La, bình sành này bây giờ có thể đựng thức ăn được không? Nói giờ bạch Đức Thế Tôn, trước khi rửa chân Đức Thế Tôn có thể đựng gì cũng được, nhưng mà một khi mà đã đựng nước rửa chân rồi thì chỉ được để dành đựng nước rửa chân mà không làm được gì cả. Đức Phật lấy cái chân đá cái bình đó, lăn mấy vòng đụng vô cái góc tường bể. Này La Hầu La, bây giờ cái bình này còn xài được không? Và bạch Đức Thế Tôn, trước khi nó bể thì ít nhất nó còn đựng được nước rửa chân, nhưng một khi nó bể rồi thì không còn xài được gì nữa cả. Đức Phật nói này La Hầu La, một người mà nói dốc rồi thì đừng hòng mà người khác có thể tính người đó nữa. Mà nếu người đó có thể chơi và kết thân thì có lẽ cũng chỉ với những người đồng duyên, đồng nghiệp nói dốc nói láo với nhau, nổ chơi cho người đi tầm. Còn nếu không thì vui được. Một ai mà tin một người nói dốc bao giờ? Này La Hầu La, con còn nhỏ, đừng có tập cho mình thành một thói quen. Mà cái thói quen nói dốc thầm kín của con, tại vì nói dốc là phải suy nghĩ, là thậm chí những người nổ cũng phải suy nghĩ. Suy nghĩ lát tới kia mình nổ làm sao? Quý vị biết là, cho nên Đức Phật mới dạy Ngài là thầy nên đi sám hối. Cái việc làm nói dốc của thầy là một nói dốc thầm kín trong lòng, thì thầy cũng nên sám hối một cách mật hạnh và thầm kín để tẩy sạch cái tật nói dốc lá này. Và sau này trong 42 đệ tử mà được Đức Phật xác định là những vị đệ nhất, ví dụ như Ngài Ca Diếp là đệ nhất khổ hạnh, Ngài Kiều Trần Như là đệ nhất pháp lạc, Ngài là Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, thì Ngài La Hầu La được Đức Phật chọn làm đệ nhất mật hạnh. Mật hạnh là cái phương pháp sám hối. Kể từ khi Đức Phật dùng cái chậu đó để khai thị cho Ngài La Hầu La thì Ngài La Hầu La nhận ra được cái chuyện đó và chí tâm sám hối. Và suốt cuộc đời Ngài La Hầu La tu những cái hạnh thầm kín mà không bao giờ phô trương. Và vì sao? Vì để nói lên cái tâm nguyện, cái chí nguyện tu tập của mình. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta tụng giới mỗi tháng một lần hoặc hai lần thì cái vị thầy tụng giới cho mình nghe, đây là giới thứ nhất, ý thức được rằng khổ đau trong cuộc sống là do giết hại mà đến. Con nguyện nuôi dưỡng lòng từ bi, không giết hại sinh vật. Chẳng những con không làm mà con còn không khuyến khích tán thành mọi sự giết hại, dù là trong tâm tưởng của con hay trong cách sống hàng ngày của con.
đó là giới thứ nhất. Trong tháng qua quý vị có học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Không cần phải nói dạ có, cứ trả lời tự mình dạ có chút chút. Đứa nào con thương con tha, đứa nào con không thương con dẹ. Tự mình mà biết cái chuyện, xin im lặng trả lời, vì ngay giây phút đó là cái mật hạnh của mình. Quý vị đi xuống lầu, buổi tối mình đi xuống nhà, cơm nước người ta để đó, nhất là ở những cái chỗ công cộng, nhà mình thì mình biết. Nhưng ví dụ mình là một người chúng, mình ở trong một đạo tràng đi, tối trước khi đi ngủ mình đi dạo một vòng chùa, coi cái cửa nào chưa khóa mình đóng, mình khóa lại. Ai nấu thức ăn bày dọn ra ăn, quên cất tủ lạnh mình đi cất tủ lạnh. Không cần phải phô trương gì cả, mà trong lòng tự nghĩ cất cái này mai nó không hư, đại chúng còn có ăn. Hay là người ta nấu một nồi chè vừa xong, người ta đợi cho nó nguội nó cất, bây giờ mình rời nồi chè thấy nguội rồi để cất đi, để mai khỏi uổng công. Đâu cần phải đánh trống lên, nè nè tôi cất chè này nha. Tự làm sáng ra rồi, ai dễ thương có cất dùm tôi nồi chè, chè ta đây chứ anh. Chị dễ thương quá, anh hùng có sợ chi ai. Quý vị hiểu được cái chỗ mật hạnh, đó là mật hạnh của Ngài La Hầu. Ngài Ca Diếp là đệ tử lớn của Đức Phật. Ngài có một cái hạnh tu đặc biệt, đó là chỉ xin ăn của người nghèo và không bao giờ xin người giàu. Bởi vì Ngài quan niệm người giàu là họ có phước rồi, người nghèo đời này là do đời trước họ không có chịu tu, không có chịu bố thí cúng dường, không có chịu làm lành, cho nên họ bị thiếu cái phước, cho nên đời này họ nghèo. Cho nên họ ngồi họ than hoài cái bài thơ nghèo. Rồi sau này họ được hát cái bài khi tôi sinh ra quen được hay kiếp con nhà nghèo. Rồi đi lang thang qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên cũng còn nghèo. Cho nên Ngài học tập cái bài thơ, đó là cái bài thơ, nghĩa là sáng tác những bài thơ nghèo để nói lên cái thân phận của mình, nghĩ lại phận mình túi bánh teo. Nhưng mà khi ông nghiệm ra được một cái đạo lý nhân quả, tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo sẽ được dưa. Đó là nhân quả mỗi người đó bố thí tụng kinh tiêu hết nghèo. Cho nên ông Ngài Ca Diếp quan niệm họ tâm họ như vậy, cho nên mình phải tới xin, không phải xin của mà xin cái tấm lòng cởi mở của họ. Đừng xin cái của nó quan trọng, tại vì cái của đó nó đưa ra là từ cái lòng. Cho nên Pháp Hòa thường hay nói với các vị đi làm từ thiện á, phải bỏ cửa trái tim. Cho nên bài đó không phải để tặng người yêu. Mở cửa trái tim là mở cái lòng của người ta, mà trái tim người ta mở cửa rồi, đừng lo cửa nhà băng nó mở cho tim mình. Đi làm xin từ thiện mà ta đưa 10 đồng sẽ có gì vậy? 10 đồng còn hơn hồi xưa không có đồng nào nha. Cho nên bây giờ người ta phát tâm để cho 5 đồng cũng được, 10 đồng cũng được, đó là mình mở cái lòng. Ví dụ hồi nãy đại chúng có người biết tin Thổ Nhĩ Kỳ động đất, có người không biết. Hồi chiều có quà mới biết thôi, Phật tử gửi email cho có quà mấy cái link chuyện động đất. Tự nhiên mình coi cái hình ảnh nó xấu sang trong lòng. Và khi trên đường về đây thì Pháp Hòa nói, thôi tối nay sẵn nhân dịp đại chúng đông đủ, thỉnh đại chúng hơi tâm, hơi tâm từ bi niệm Bồ Tát Quan Âm. Thí dụ bây giờ ở đây nè, 700-800 người ngồi đây á, thì 700-800 trái tim từ bi đã gửi về cái năng lượng cho mình, khơi cái tâm người ta. Cho nên Ngài Ca Diếp, Ngài khơi tâm. Người nào mà thấy nghèo, có một lần Ngài đến cái bà cụ đó, thì bà mới xin được một cái chén nước súp mà người ta ăn rồi, mà bà để 3 ngày nó chua rồi. Thì Ngài Ca Diếp tới gặp bà, bà ơi, xin bà cho tôi một chút thức ăn. Thì bà này bà hơi phiền não, ông hết người xin, ông đi xin một người bạn.
Dạ tôi biết bà mạng tôi xin bà kêu tôi cái nghèo của bà. Tôi có cái gì mà cho. Tôi muốn xin cái nghèo của bà. Bây giờ thưa thầy, tôi không có cái gì để cho. Tôi còn nhớ bà còn chén nước lèo. Cầm lên nhớ. Tôi muốn cái chén. Ngày xin cái chén đó xong, nhưng mà vài ngày hỏi bà, mà bà có thật quan hỷ bà cho không? Thưa thầy, tôi nói thiệt, tôi để tôi cũng đổ mà. Thấy tôi nghèo thiệt mà tôi đâu có mua. Cái chén nó ớt lầy đi cua lẹ. Thôi bây giờ bà cho tôi ra. Cho nên là ngày mới xin cái chén nước đó, bà cảm xúc. Tôi chứng minh cho bà, hôm nay tôi đã nhận được tấm lòng của bà. Tôi đã nhận được cái của bà cho. Nguyện bà nhờ công đức bố thí hôm nay, kiếp sau bà giảm nghèo, hết nghèo. Cho nên đó là mong hạnh của ngài, ngài gì, cha Diêm. Và cuối cùng, mặc dù Đức Phật không có khuyến khích, nhưng mà Đức Phật trân quý cái hạnh tu của mỗi người. Cho nên ngài xác định ngài Ca Diếp là vị khổ hạnh Phật nhất. Ngủ thì ngủ ở Gò Mã, ngủ ở công viên, ngủ ở những nơi mà dơ bẩn, chứ còn không có lựa chỗ sạch sẽ. Đó là bậc hạnh của ngài. Cho nên quý vị biết ở trong cái cuộc sống của chúng ta, mỗi người có một hạnh. Trong số những đệ tử Phật có một vị tôn giả tên là Tu Bồ Đề. Thì trong kinh đó, Đức Phật xác định ngài Tu Bồ Đề là người giải không mật nhất. Giải không là gì? Tức là ngài có thể nhìn các pháp và thấy được cái nhân duyên kết hợp của nó và thấy được bản chất, nghĩa là tạm bợ của nó. Cho nên ngài giải được tất cả các lý đó. Ngài có một cái hạnh là ngồi thiền. Để một hôm á, để một hôm thì Đức Phật đi thuyết pháp về, thì các thầy các cô, các thầy các sư cô là tránh nhau đi xuống đứng ngay cái đầu ngõ để gọi là người đầu tiên được đón Đức Phật. Cho nên khi mà Đức Phật vô tới, các ngài ngồi xuống xong, cái một vị chấp tay bạch Đức Thế Tôn: bữa nay con lucky quá, con may mắn quá, con là người đầu tiên được đón Đức Phật sau cái buổi thuyết pháp này. Đức Phật nói dạ không, các vị không phải là người đầu tiên tiếp đón tôi. Cái ông đó chỉ nghe tu này, cái vị thiền đang ngồi thiền đó là người đang tiếp tôi đầu tiên. Tại vì cái mật hạnh của ngài, ngài ngồi thiền trong tĩnh lặng, trong hân hoan mà tâm tư ngài hướng Phật. Cho nên nhiều khi á, mình làm một cái việc gì á, hình tướng mình làm, nhưng coi coi lại cái tâm nó có tương đồng. Ví dụ mình giúp người đó, hình tướng thì có giúp, nhưng mà tâm mình giúp vì thương hay tâm mình giúp vì danh? Mà hãy vì thương á, thì cái mặt hạnh này nó trọn. Còn vì danh thì nó được có 50%. Tức là ở cái mặt hình thức, nhưng mà chưa trọn cái tâm. Mình vẫn appreciate, mình vẫn trân quý, nhưng mà nó mới ở cái phần tướng và chưa phải trọn vẹn tâm tư. Thưa đại chúng, là Hòa Thượng Tinh Vân, Đại sư Tinh Vân, năm nay ngài 97 tuổi. Ngài là tông chủ khai sáng Phật Quang Sơn ở Cao Hùng, Đài Loan. Ngài là vị hòa thượng mà phải nói rằng đã tạo cho một cái nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ tăng ni. Pháp Hòa mặc dù được gặp ngài chỉ một lần, và ngài là người Trung Quốc sinh sống ở Đài Loan, ngài đã viết rất nhiều sách, và những quyển sách đó đã được dịch ra tiếng Việt rất nhiều. Hiện nay đạo tràng của ngài dựng khắp trên thế giới có khoảng 300 ngôi chùa, và ngài trở thành một cái hệ thống Phật Quang Sơn và gọi là toàn cầu. Ngài có cái cách
sinh hoạt của Ngài thế giới. Và cái chủ đích của Ngài là nhân gian Phật giáo, nghĩa là làm sao biến nhân gian này trở thành tịnh độ và nương vào lời Phật hết, sống theo cách Phật. Nghĩa là người ta muốn công ăn việc làm đời sống xã hội, Ngài đều tùy ứng hết, nhưng mà đem Phật giáo thổi vào đó. Cho nên cái tinh thần của Ngài Tinh Vân là Phật giáo nhập thế, đưa đạo Phật vào đời. Cho nên nó qua đọc sách của Ngài á, thì Ngài đều chú ý vào cái chuyện mà mình cũng ảnh hưởng một phần, là làm sao đem đạo Phật vào trong cái cuộc sống của mình, chứ không phải nói cái chuyện xa xôi. Ngài mới liên tục hôm qua, hôm kia chứ ngày nào, đúng ngày ngày rằm tháng giêng, họ 97 tuổi. Và khi mà Ngài còn xin tiền, và cái hạnh nguyện của Ngài là làm sao đem Phật giáo vào trong nhân dân. Gần đây nhất, cái công trình vĩ đại của Ngài đó là làm một cái kỷ niệm Phật Đà ở tại Đài Loan. Quý vị nào có đi hành hương Đài Loan, đi cao hùng thì chắc chắn người ta sẽ đưa quý vị đó đến cái kỷ niệm Phật Đà với một tượng Phật cao trong con ở trên núi. Và trên đường đi vào Đức Phật, trên đường đi vào chỗ tượng Phật, Ngài xây dựng nguyên cái khu vực shopping mall cho người ta vào trong đó, người ta ăn chay, uống trà, thỉnh Phật, tất cả đều liên quan tới Phật giáo đó. Nguyên khu vực này, khi qua khỏi khu vực đó, quý vị sẽ đi ngang 8 cái tháp mà Ngài đặt là Bát Chánh Đạo. Mỗi một cái tháp là biểu tượng cho một cái điều chân chánh. Thí dụ như chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, 8 cái đó. Và 8 cái đó còn tượng trưng cho Bát Khổ Thế Gian và dùng Bát Chánh Đạo để chuyển hóa. Cái tâm tư của Ngài là mỗi một việc gì, Ngài đều thổi vào trong đó một cái ý nghĩa đó. Con người mình bị tác khổ chi phối không? Về cái khổ của thân có bốn thứ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Đó là bốn cái khổ của sinh lý. Bây giờ bốn cái khổ của tâm lý nè: thù ghét và gặp gỡ khổ, thương yêu mà xa lìa khổ, muốn hoài mà không được khổ, phải không? Rồi thân của mình, thân hất sắc họ tưởng hành, nó thịnh nó suy, mình khổ và là ngủ ấm xí thành khổ. Đó là 8 khổ của chúng sanh. Đức Phật dạy có 8 phương pháp để làm sao cảm hóa cái bát khổ này. Thật sự đó, sanh già bệnh chết là sự thật của con người không thể tránh. Thương yêu mà xa lìa là sự thật, khổ thật chứ không phải chơi đâu. Không ưa nhau mà gặp hoài, đã né rồi cứ gặp hoài. Thành thử một lần ta lấy ra bộ phim Quan Gia Ngõ Hẹn. Quan Gia Ngõ Hẹn người ta đáp ứng tình. Như vậy gặp hoài ông ta đi. Có pháp sư ở đâu nữa. Thì thưa đại chúng, là đó là những sự thật của con người. Nó không phải là cái chuyện mình có thể chạy trốn được, nhưng mà nếu chúng ta không có cái chánh kiến để thấy nó như thật thì chúng ta khổ cao. Như vậy nhà bệnh chết là lẽ thật. Nếu chúng ta có chánh kiến với cái lẽ thật đó thì chúng ta không bị khổ, mặc dù chúng ta phải già, phải bệnh và phải chết, nhưng chúng ta sử dụng cái thân thể này, cái đời sống này trước khi nó già, nó bệnh, nó chết một cách chân chánh. Trong đó có chánh niệm, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vân vân. Trong đó Ngài có làm một cái tháp đặc biệt, đó là để dành làm lễ đám cưới cho những người Phật tử muốn vô chùa làm lễ. Trong cái tháp đó Ngài dàn dựng sẵn hết, nào là một cái vòng, rồi những cái tiên, rồi những cái gì mà thuộc về trang trí cho một lễ cưới đó sẵn hết. Rồi Phật tử nào mà trong đó có một bàn Phật, gia đình Phật tử nào có nhu cầu làm hôn lễ đến chùa ghi danh, thay vì mình đem lên chánh điện thì trốn chỗ, Ngài làm riêng một cái không gian đó. Chư tăng ni sẽ được cử tới đó để trực tiếp làm lễ hôn sự cho gia đình đó.
và nhắc nhở và dạy dỗ, dạy những điều Phật dạy để cặp cái đôi nam nữ Phật tử đó họ được nương lời Phật, họ sống tốt được không? Tại vì bây giờ mình không cho thì họ vẫn lý nhau, phải không? Mà bây giờ nếu mình không nhắc nhở thì họ sống họ không biết cách. Bây giờ nên tổ chức đám cưới trong chùa để các thầy có cơ hội đem lời Phật dạy về hôn sự. Thưa đại chúng, Đức Phật có dạy những bài kinh về hôn sự đàng hoàng. Vợ phải nói gì với chồng, chồng phải làm gì với vợ. Đức Phật dạy rõ, đem cái bài kinh đó ra hướng dẫn cho người cư sĩ Phật tử đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy cái hạnh của Ngài. Thì hạnh của Ngài có phải là hạnh cung, cũng là một hạnh. Rồi những người nào thích ẩn tương ẩn trên rừng, trên núi lo tu cũng là. Cho nên Phật giáo bất cứ việc gì cũng là cái hạnh để sống. Hôm nay sau mấy ngày hay tin Ngài viên tịch, Pháp Hòa có nói với mấy thầy ở chùa, khi nghe tin Hòa Thượng Phật Quang Sơn viên tịch, trong lòng Pháp Hòa cũng có một cái buồn. Bởi vì một Phật trưởng thượng, một có một cái nhìn xa, chẳng những Ngài có cái nhìn xa mà Ngài đã đưa cái việc làm của Ngài đi theo cái tầm nhìn của Ngài, cảm ứng được cho rất nhiều tuổi trẻ, thanh niên, nhất là các vị tăng ni trẻ. Nếu muốn có tinh thần dấn thân phụng sự thì Hòa Thượng Tinh Vân là một trong những vị đại sư mà mình có thể đưa vào cái hạnh lành của Ngài mà mình dấn thân phụng sự. Hôm nay Pháp Hòa trích vài đoạn trong cái mật hạnh mà Ngài dạy chúng ta. Ngài dạy như thế này: đây là mật hạnh để chúng ta trở thành một người tốt sống trong xã hội. Nhường nhịn một câu, nhẫn nại một lúc, lui lại một bước, đi một vòng, đó là mật hạnh. Quý vị nghe ha, nhường nhịn một câu, nhẫn được một lúc, lui một bước, đi một vòng, đó là mật hạnh của hạnh làm người. Thế nào gọi là nhường một câu? Thường thường mình đâu có thích nhường ai đâu. Chẳng những mình không nhường mà mình còn phải làm gì? Nói cho mớ luôn, để người ta biết rằng mình sao? Mình không có ngu, mình không phải không biết trời đất gì, phải không? Nhưng mà đối với cái hạnh của các con người, ví dụ đi, mình hơn mẹ mình câu, có cần thiết không? Mình hơn chồng mình câu, mình hơn vợ mình câu, có cần thiết không? Hay là thậm chí mình hơn con mình một câu, có cần thiết không? Cho nên trong cuộc sống này, có nhiều khi mình nhường người ta một câu thôi, mọi việc nó yên liền. Mình biết có đôi lúc mẹ, do cái hiểu biết, do cái nóng nảy, đôi khi mẹ nói cái điều đó không đúng, mà nghe nó bực bội chứ. Nhưng mà thôi, nhường mẹ một câu. Tại vì mình nói ra, mình bảo đảm là nói xong rồi mẹ sẽ tắt lửa liền, tắt tài của mẹ liền. Nhưng mà sau đó mẹ tức, và trong lòng của mẹ lúc nào cũng ghi một câu là con phải như vậy, phải không chứ? Thành tựu rốt cuộc rồi á, mẹ cứ vui hoài cái tâm niệm trách mình, mà một câu nói đó đã qua 3 năm 10 tháng rồi mà nó không giải tỏa. Có nhiều khi mình nói hơn chỉ mình một câu, nhưng mình nói có thể mình nói xong mình quên đi, tại vì mình nói mình là người dễ dãi, và đặc biệt là mình nói hơn thôi. Nhưng mà cái người cô nó đâu có chịu, mà người ta chấp vào cái danh tôi là chị nó, mà nó lại nói tôi như vậy thì lại phiền não kéo mạnh. Cho nên nó không lợi cho cả tôi nếu chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta không hơn người. Cho nên thôi, trong cuộc sống này có đôi lúc chúng ta nhường nhau một câu, nhẫn nhau một việc thì tự nhiên nó bớt một việc. Người xưa hay nhắc mình đó, bớt một việc sẽ khỏe một việc. Tại vì trên đời này á, hãy mình tăng cái này thì khổ cái khác. Có vào ví dụ nè, mình thích một cái đèn đó quá, mình mua cái đèn đó rồi trang trí vào đó cho đẹp, hãy mà thêm cái đèn thì phải thêm tiền, chuyện đương nhiên vậy à.
thêm một người thì thêm đôi đũa. Tức là mình bớt được cái gì thì nó nhẹ cái đó. Tức là trong cuộc sống này có nhiều khi đi xe cũng vậy, cứ thích lắm ràng ràng không cho cái người đó đi, chi vậy thôi, mà tưởng là hơn được con chip rồi, và muốn sau lưng cái chuột chip thà chấp nhận vậy. Tôi vua ai cũng được, vua người này cũng được. Đến lúc cuộc đời đó, mình sống mình làm khổ, tự mình làm khổ. Cho nên lời của Ngài Tinh Vân dạy, nhường nhịn một câu, nhẫn được một lúc. Người ta hay viết chữ nhẫn theo tiếng Hán, ở trên là chữ giao, ở dưới là chữ tâm. Cây dao mà nó cắt vào trong tâm mình mà mình chịu được được gọi là nhẫn. Người xưa viết chữ nhẫn vậy đó, tiếng Việt mình thì nhờ nhớ ngã nhẫn vậy đó. Nhưng mà tiếng Hán là nó khác, nó lấy ý mà nó tượng hình, cho nên lấy cây dao chặt vô tâm mà chịu được gọi là nhẫn đó. Và cái tâm của mình nó đơn giản có ba chấm với một cái móc cong. Thật sự từ cái tâm đó mà nó đơn giản vậy thôi, tam điểm như là ba chấm như là ba ngôi sao, cái móc như là cái móc cong như hiện tại, nhưng mà vui buồn khổ sở tất cả từ cái tâm đó mà. Cho nên nuôi một bước nhịn một cách đó, quý vị thấy không? Tại sao mình gặp người già mình lui được bước mà gặp người trẻ mình lắm? Mình nhất là người nào mà nó ưa nó lắm dữ. Nhưng mà quý vị nhớ đời mình lớn người ta, một là người ta nhịn mình, nhưng mà nếu người ta không nhịn mình thì ta làm gì? Ta không có lớn mình đâu, ta đã mình đạo thì mình đi cũng tại vì mình lớn sao ta đi trước, thì người ta ở làm sao bằng tao cái thế của tao lấy hơn không? Quý vị đã đi từng đi shopping phải không? Mình là người tới trước, thấy người xa mình đứng mình mở cửa, mở cửa cho cái người đó vô. Thì qua tới cái lớp cửa thứ hai thì họ làm gì cho mình? Họ mở cửa cho mình để bước vô. Nhân quả, cái nhân mình vừa tạo là mình mở cửa cho người ta, thì người ta bước vô thì cái quả mình được hưởng là người ta sẽ mở cái lớp cửa thứ hai cho mình. Cho nên là shopping nó làm hai lớp cửa, ai mà tới trước á, thì mở cửa cho người đi sau. Và người nào mà họ đi sau á, họ bước vô, họ liền cảm ơn mình. Xong rồi mình you welcome, vừa xong thôi, họ mở cửa để tới phiên mình. Cảm ơn họ. Thôi nó đơn giản như vậy. Đó là gì? Mình nhường và mình nhịn. Hai sợi dây mà căng, thì nếu mà sợi dây là đứt ra đó, thì cả hai được nhiêu? Được nửa dây. Bởi vì mình dành thì hai sợi dây nó phải đứt, mà đứt thì người nửa dây xài gì? Thôi bây giờ mình buông ra để người tôi được nguyên sợi dây. Nhiều khi trong cuộc sống mà thật sự mà nói cho cùng, mình nhường nhịn ai đâu, toàn là người mình không nhau gì, cũng là chị em, là huynh đệ, là bà con quý thuộc của mình, chứ có ai đâu. Mà gặp người ta khổ cái thôi, mình nói gì cũng được hết, mình làm gì cũng được, mà bình thường những câu đâu có tốn tầm nào đó. Để cho người ta lên tới, người ta đứt mạch má thì vô tốn tiền mà lên. Những câu không có tốn tiền, mà người đó giận ta lên máu, uống thuốc không xuống, mình còn khổ hơn. Nghĩ như vậy, thấy cái quả nó xa, tự nhiên mình giảm cái nhân ngay của ta. Nhường nhịn một câu, nhẫn nại một lúc, lui một bước, đi một vòng. Một vòng này là gì? Nhiều khi mình chỉ cần đi vòng nhà, vào nhà nó im, ổng đang la ổng sùm lên hết, thôi mình đi ra đi, đi ra rửa chén, đi lên lầu xếp quần áo, rồi đừng có lãng vãng ở đây không. Đi làm việc chừng 50 phút sau là lửa nó giảm mà. Còn mình ở gần ổng hoài, nó xăng nó lên, lát nó bật cháy tự nhà chứ lên. Cho nên là hễ người kia là quan công thì mình là quan âm, người kia là lửa thì mình phải là nước, chứ mình là xăng và nó cháy. Cho nên một trong những phương pháp giảm sân, khi mình nổi sân với ai, đừng lãng vãng trước mặt người đó. Trời ơi, bình thường á, mình khen cái người đó táo để luôn, mắt em là bể quan tường. Mình khen người đó đủ thứ, nhưng mà khi người đó mà mình giận họ rồi, trời ơi, mình cũng nói họ cái gì đâu á. Cho nên khi mình giận
rời khỏi cái môi trường. Hoặc là ngược lại, người đó đang giận, họ không đi thì thôi mình phải là người lui, lui để nó yên, chứ không có gì nữa. Ví dụ mà hai cha con đang gây lộn với nhau, con nhường ba đi, con nhường ba con có lỗ lã gì hết, phải không? Mà người ta còn khen con nữa, phải không? Con lui ra để cho ba la gì, ba nói gì lát ba ngồi. Hoặc con cứ lãng vãng, con hung hăng, một lát cũng lên báo, khổ hết. Cho nên đó là lời dạy của Ngài, bất hạnh của con người. Điều thứ hai, người lớn, người mình nhìn ấy, sống trong đời mình như nào, người lớn ta nhỏ. Có nhiều vị gặp không à, sao ai trời cũng kêu chị, chú anh, kêu chiếu, kêu cô không nè. Dạ, mình kêu vậy cho chắc ăn. Phải không? Không gặp ai cũng anh, cũng chị mà tới hỏi ra, nhiều khi nó tuổi đệ tử mình à. Có nhiều em nó chỉ mới có sinh năm, mà có quà thì sinh 74. Có nhiều em nó sinh năm 90, nó sinh năm 95. Mà chuyện đầu tiên có quà gặp, trừ đứa nào có một biết chất nó nhỏ hơn mình, mới dám gọi nó bằng con, bằng em, bằng gì đó. Đa phần có bà gặp tất cả các vị là anh, là chị, là cô, là chú, không bao giờ dám gọi ưng. Cho nên ai mà nhắn tin quý vị, thầy có quà đi con, thầy phải nhớ nha, thầy phải nhớ nha, em không có dám gọi ai bằng con đó, ngoài con em. Không bao giờ có bà dám gọi quý vị bằng con, và cũng không bao giờ dám có lời nói mà gọi các vị lớn tuổi hơn bằng những cái danh tiếng. Cho nên người lúc nào mình cũng thấy người ta lớn mình nhỏ. Quý tôn đức tăng ni, trừ những người thân quen có quà xin tên, phần lớn chư tôn đức tăng ni có quà gặp, dù là một vị đi, lúc nào cũng còn sự bậc thầy con. Quý thầy nói không, chứ giờ dạ không, mình đọc gì đi, tập nói như vậy để lúc nào cái tâm mình nó cũng ở cái vị trí người lớn ta nhỏ, người có ta không. Mình thấy mình cái gì cũng có, ai cái gì cũng không đó. Mình tưởng mình dày cho nên đi hay vô tay vậy. Quý vị thấy mấy người ta vô viên trường ta ngồi không, ba cái ghế mà ngồi như vua vậy, có mà bị hoại gì. Nhiều khi mình đang ngồi nó quậy dở hai cánh gì đó. Mình lép bị quái gì không? Người lớn ta nhỏ, người đúng ta sai. Vì mình thấy lúc nào mình cũng đúng đó, thì thường mình hay, hãy mà thấy đúng thì phải làm gì nè, cãi không? Phải tranh cãi, tại mình thấy mình đúng mà. Cho nên mình nghĩ mình đúng là lúc nào mình cũng cãi. Vì vậy cho nên đó, ai hỏi mình đó, xin cho ý kiến đây dạ. Nếu muốn hỏi thì tôi nói, nhưng mà nhớ nha, ý tôi chỉ là ý một con kiến, vì vậy được gọi là ý kiến. Ý tôi là ý con kiến, cho nên anh có nghe, anh có làm cũng được, anh vẫn làm cũng sao. Tôi là ý con kiến, chứ tôi đâu phải ý của con sư tử, con bò hay con voi. Thành thử ra mình luôn luôn nghĩ ý mình chỉ là ý một. Ai hỏi ý kiến thì nói vậy. Cho nên thưa đại chúng, có nhiều Phật tử email, thầy ơi, con mới vừa sanh con, xin thầy đặt tên cho con của con. Giờ làm thêm nghề này nữa. Nhưng mà em ngộ thích thì chịu. If you want I afternoon you. Mà quý vị biết khi có bà gửi tên đó, có bà nói cho tên của ba, của đứa bé, tên của mẹ nó, rồi có bà suy nghĩ kiểu nào để nó hợp ba hợp mẹ, xong cho một vài tên. Lúc nào cũng nói một câu, đây chỉ là những ý kiến góp ý, anh chị thấy tên nào đẹp thì cứ dùng, còn nếu không cứ kiếm chữ khác, không có sao hết, tại vì em chỉ có nhiều đó thôi. Dạ, tên cũng vậy. Phó quà dựng nắm tan, thầy ơi, thầy làm dựng cáo phó. Dạ, thích thì em chịu. Nhưng mà làm xong cáo phó gửi,
đây là cái cáo phó Pháp Hòa đã soạn xong, gia đình xem lại tùy ý sửa cái gì phù hợp với gia đình. Tại vì sao cáo phó là cáo phó cho gia đình người ta, mình chỉ là cái người giúp thôi. Cái gì thiếu thì người ta bổ. Có đôi khi mình dùng chữ đó người ta không thích, người ta sửa, nó là chuyện của người ta. Khỏe vui. Hiểu ý mà nói, tôi ai nhờ cái gì Pháp Hòa cũng làm. Nhưng mà xong luôn luôn có thận không? Pháp Hòa chỉ là người góp chút xíu công sức vậy thôi. Quý vị dùng được thì dùng thôi. Chọn cho năm tên, không được cái nào dùng bên. Em cũng quan hỷ tại đâu con em đâu. Còn người ta có cái lửa tên, người ta để, người ta hỏi mình. Nửa thì dùng được, không đơn giản. Mình tập sống cho đơn giản. Bây giờ mình nhờ người ta, nhờ mình làm đó, mình làm hết khả năng của mình bằng tất cả tấm lòng của mình. Ai xin các thầy các cô này, nhờ con Hòa soạn văn bản làm gì con Hòa soạn xong gửi đây, gửi luôn cho cái file để sửa nữa. Quý thầy quý cô tùy hỷ quan hỷ cứ sửa theo cái cách của mình. Nhưng mà chữ nào không được có Hòa được. Có nhiều khi một cái văn bản chùa nhưng mình dùng cái chữ đó nó không có trang trọng. Có là ví dụ quý vị có thể send một cái text cho người bạn của mình thứ bảy, viết chữ thứ viết số 7 gửi cho bạn mình, cái đó là một cái text, không sao cả. Nhưng khi quý vị đưa một cái văn bản của chùa lên, kính mừng đại lễ Phật đản, chùa kính mời đại chúng tham dự lễ gì đó đó, xong kêu viết thứ viết số 7 ngày, thiếu sự trang trọng vì nó không đúng cái pháp, cái cách phương pháp làm văn thư. Thì Pháp Hòa nhắn lại, Pháp Hòa xin góp ý nhỏ, nên viết nguyên chữ thứ 7 và không nên viết thứ và số 7 vì nó không phù hợp với văn thư trang trọng. Khi mình mời, viết cái text cho người ta thì được, bạn bè viết cho nhau được, nhưng trên văn bản không được. Nếu mà viết thứ 7 vậy thì mai mốt mình viết thứ 8. Thứ 8 là gì? Chữ nhược. Phải không nè? Thật lử ra đó là cái ý của Pháp Hòa. Cho nên việc gì có mình làm đó, có là nhẹ nhàng lắm. Vì vậy cho nên được việc cũng tốt, không có cũng sao, ai muốn sao cũng được. Tất cả do tâm mình, miễn sao gia đình quý vị vui vẻ. Tám tháng xin xả tan. Dạ đừng hỏi em, hỏi gia đình. Pháp Hòa có thể giải thích 49 ngày sao, 100 ngày sao, 5 ngày sao, nhưng mà cuối cùng mọi quyết định tùy gia đình. Nhưng mà nếu như đó, gia đình đồng lòng quan hệ với nhau thì nên làm. Bởi vì đây là việc chung, đừng để những cái trách móc về sau. Và nước là một, có nhiều khi mình hiểu đạo, mình muốn gia đình mình phải làm điều đó, mà gia đình không đồng ý, lên hỏi và nói gia đình không đồng ý, đừng làm. Đừng lấy cái hiểu đạo của mình mà ra nói người ta chưa tương đồng thì mất công. Chưa nổ được ai mà người ta đã có ác cảm với người hiểu đạo. Mình hiểu đạo mà mình chưa thấu được đạo lý thì cũng chưa gọi là hiểu đạo. Mình có thể hiểu được đạo Phật nhưng mình chưa hiểu được đạo lý của đời sống con người. Mình chưa hiểu được cái đạo lý giữa con người với con người mình ứng xử. Mình lấy cái đạo Phật mình ép người ta đó, không nên. Tại vì đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật là đạo có tuệ giác, có hiểu, có thương, và tùy duyên mà nguyện chuyển mà ứng dụng mà sống. Đừng lấy cái đạo Phật và đem cái đó rồi bắt mọi cái đạo lý khác. Nhiều khi ta người ta có cái đạo lý của người ta, mà khi người ta hiểu được rồi thì ta merge, hội nhập được rất dễ dàng. Thật ra Phật giáo bao gồm hết đó. Bao gồm hết đó. Nhưng mà không có lấn sân. Ai muốn cái gì thì mình nhận và mình thổi vào cái đạo lý của mình. Cho nên người đúng ta sai, người tốt ta xấu. Mình luôn luôn mình thấy mình là người tốt, là mình tốt, mặc hạnh mình biết. Phải không? Nhưng mà mình thấy người khác xấu là cái này là không phải hạnh, phải không? Cái này là mật đắng. Cho nên mình phải thấy luôn luôn. Ngài Ấn Quang này cũng có dạy câu đó. Trong cái pháp tu Ngài Ấn Quang này có dạy như thế này. Nếu mình là một cái người muốn tu tập, phải thấy rằng mình là phàm phu, người khác là Bồ Tát. Những lúc
ngồi rảnh rỗi với nhau, đừng bàn chuyện tốt xấu của người, mà hãy nên nhìn thấy cái lỗi của mình. Ngài đã dùng cái từ đó, tỉnh tọa thường tư kỹ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi. Lúc tỉnh tọa, lúc ngồi yên, hãy thấy lỗi mình, gọi là tỉnh tọa thường tư kỹ quá. Nhưng những lúc ngồi nói chuyện với nhau nhàn đàm, nhàn đàm thì bất luận nhân phi, đừng có luận bàn cái chuyện tốt xấu của người. Tại mình đâu phải họ đâu, mình luận ai tốt ai xấu, mà mình chưa thấy rõ tốt xấu của mình mà luận bàn của người khác thì cái này mình việc làm nó sai, nó không có đúng. Giống như việc nhà mình chưa rảnh, chưa rồi mình lo việc người khác thì nó không. Bà hay nói, các tổ chức hay dạy mình đó, đừng ngó nhà người sao không xuất tiếng, phải biết sân nhà mình tuyết cũng chưa xong. Ở bên Canada sáng ra cái nhà chưa xong xuất tiếng, sân đi người té chết, đền chết. Nói vừa xong trước cửa nhà mình té cả rồng. Đường trên chết ở ngon xứng, trước cửa nhà mình nè, tuyết nó đóng băng trên nè, lấy muối mà rải, lấy cát mà rải cho ta đi đừng có té. Cứ lo dồn ngàn sớm sẽ nóng xuất tính. Tại vì sao? Đứng cao cho nên thấy nhà ta mà quên nhìn trước mặt. Quý vị nhớ Tây Du Ký không? Sáng ngủ dậy, bà hoàng hậu với ông hoàng thượng ngủ dậy xong, ông hoàng thượng ngó bà vợ, ông cười thôi là cười. Ông thấy cái đầu của Ái Khanh sao bên đây nó trọc lắm. Thì bà vợ bà cũng thấy bà cũng cười quá, là cười đấy. Sao cái đầu của bệ hạ bữa nay sao nó cũng trơn lắm. Hai người bị cạo đầu vào tối trên. Sáng ngủ dậy không biết, cứ nhìn nhau mà. Cho nên cái hình ảnh đó là để nói lên cho chúng ta biết, chỉ cần một đêm ngủ dậy thôi, sự việc có thể thay đổi. Chỉ cần, tại vì cái câu chuyện là Tôn Ngộ Không lẻn vô trong hoàng cung cạo đầu hai người đó. Đó, thành tỉnh sáng ngủ dậy là hai vợ chồng, hai cái đầu trọc, rồi nhìn nhau mà cười. Quý vị nhớ cái điều, cuộc đời này chỉ một đêm thôi là mọi việc thay đổi hết. Một đêm thôi. Có thể người đó sáng ngủ dậy, mình tuyên bố người đó đã ra đi. Con bà biết có nhiều lắm tan, vợ chồng ngủ chung với nhau mà tới sáng mới biết ông chồng đã chết trong giường mình. Cả là đêm ngôi. Cho nên, cái đó là cái mà Ngài Tinh Vân, Ngài muốn nhắc nhở. Ngài dạy rất nhiều trong cái pháp này. Ở đây hôm nay, Phong Hòa cũng muốn tưởng niệm Ngài khi hay tin Ngài viên tịch. Đó là một cái bất mát riêng cho Phật giáo Đại Loan. Còn nếu mà nói Phật giáo chung thì mình cũng mất đi một bậc trưởng tượng đã dày công đóng góp rất nhiều cho Phật giáo thế gian này. Thì muốn kỷ niệm là Ngài, Phong Hòa xin trích một số những câu dạy của Ngài để mà làm cái sự chia sẻ cho tối hôm nay. Thì thưa đại chúng, đó là cái mật hạnh đó, Phong Hòa kể cho đại chúng nghe nãy giờ đó. Vì vậy cho nên mình học, mình nhìn ai làm việc gì, trong tâm mình cảm nhận đó là mật hạnh. Có nhiều người người ta âm thầm người ta làm mà tại mình không biết thôi. Ví dụ như quý vị chiều hôm nay đi làm về Pháp Vô Thiền Viện chân không, trước khi lên đây nghe pháp no cái bụng ở dưới rồi, mà đường có bún mình ăn rồi, chỉ cần ngồi xuống có ăn thôi. Không có những người mật hạnh ta nấu từ ngày hôm qua hay từ sáng tới giờ, mình làm gì mình có ăn, phải không? Cho nên một bữa ăn, một cái bữa bất cứ việc gì chúng ta làm, bước vô trong nhà toilet sạch sẽ ngăn nắp, phải có người mặc hạnh lên đó rồi, thấy không? Rác mình để đây đó, có áo đổ rồi đó, vậy mà có người đi lượm rác bỏ vô đi đổ, không nói gì hết, mà tất cả việc làm của người ta. Rồi thì Phong Hòa xin chia sẻ với đại chúng cái cách tu trong năm mới nè. Bước sang năm mới này, mình phải phát nguyện, mình phải có một cái nhìn mới. Cái nhìn mới, một cái tư duy mới, đó là nhìn tất cả mọi người với cái mật hạnh tu tập của mình. Thấy được như vậy, bớt chấp, bớt hờn, bớt thế này thế kia, không dám nói hết nha, bớt thôi là nhà nó yên,
đạo tràng nó tịnh rồi. Giống như vô đây nè, hết ồn vẫn còn bớt ồn là hạnh phúc rồi, phải không? Chúc đại chúng an lạc. Còn thì giờ nghe câu hỏi không? Thưa thầy, con ăn chay ngày mùng 1 và rằm, nhưng vì công việc làm nhà hàng nên con thử đồ mặn, vậy có tội không? Tội nghiệp không? Thôi vậy mỗi lần thử chuyển thầy qua thầy thử cho. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đã chia sẻ việc này rất nhiều lần. Quý vị ăn chay, cứ ăn chay, vì bổn phận phải nấu cho gia đình ăn, thay vì việc làm mình phải nấu, phải làm, quý vị cứ tử không sao cả. Vì quý vị phải làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình, còn cái chuyện ăn chay là bổn phận của riêng mình, nhưng mình phải đi làm cho người ta, mình phải làm cho đàng hoàng, đúng không? Quý vị thử có hai cách, thử nén xong nhả ra, còn nếu thấy được nữa nuốt luôn. Không hề có tội lỗi, không tội lỗi gì hết. Thành Phật không phải chuyện nuốt cái đó, hay là họ địa ngục không phải chuyện đó. Cái ăn chay là một phương tiện, nhưng mà phải làm sao cái tâm mình nó chay, lời nói mình nó chay, hành động mình nó chay, cái này mới là chay thứ thiệt. Chẳng những đó là chay thứ thiệt mà trên thế gian này rất cần những người chay như vậy, chứ không phải chay cái hình thức. Hình thức cần, nhưng đừng vướng bận mấy chuyện đó, vì đây là bổn phận của mình. Trường hợp không dính dáng gì tới mình mà thấy thèm có thử cái này nó có chuyện rồi nha. Không dính dáng tới mình không phải là bổn phận của mình, mà tại mình thèm, rồi mình còn nói để tôi thử coi ai mượn. Hiểu ý không? Rồi ví dụ như mình ăn chay mà thấy con mình nó mua đồ mặn về không ăn mà nói ngon quá hay không, nói tới nó lùi vô phòng xong tiếp nó xách cái chén ra mút lại miếng cho má con, mai nó ăn. Ngày mà ăn chay bữa nào mà 16 còn chuẩn bị nha, quý vị cứ bình thường không có sao hết, đây bổn phận của mình. Mình nấu cho con, cho chồng, cho mọi người trong nhà phải nấu, vì đó là bổn phận. Không có tội gì hết. Họ không có bao giờ trách móc cái chuyện đó đâu. Mà quý vị nó làm sao tâm hành của đường mỗi ngày. Kính bạch thầy, làm sao để có trí tuệ sáng suốt để hành xử mỗi ngày không bị sai sót? Sai thì có thể giảm mà sót chắc cũng chút chút. Thưa đại chúng, thật ra mình không mong mình hoàn hảo, nhưng mà ít ra mình phải thể hiện một chút tâm tư của mình trong cái hành xử chuyển hóa của mình. Vì vậy cho nên quý vị tập chánh niệm. Chánh niệm sao? Chánh niệm là gì? Chánh niệm nghĩa là mình tập ý thức biết rõ mọi việc mình đang làm. Thí dụ mình đang nói chuyện, mình biết rõ mình đang nói chuyện để mình dùng từ nó không có quá đáng. Thí dụ đó, có vào đó, ví dụ như mình nói chuyện với một người lớn thì tự nhiên ý thức của mình là không cần biết, mà nó tự nhiên nó nhảy ra những cái từ sự đối với người lớn. Dạ thưa bác, thí dụ vậy, chứ đâu ai nói ê bác đâu. Cái đó là cái ý thức thôi, thì cái chánh niệm. Cho nên để giảm tất cả mọi cái sai sót trong cuộc sống, một phần nào chúng ta có chánh niệm. Thí dụ quý vị nấu ăn, không ai mà nấu canh chua mà đem bột cà ri, trừ khi nào bị mớ hay là đang lãng quên. Chứ còn có ý thức thì đâu có phải vậy. Cho nên nấu canh chua có thể đem nó chua hơn, chứ không thể lấy me để vào mà có thể chua hơn hoặc ít chua, chứ không thể cà ri, vì mình có chánh niệm khi mình làm. Và trong khi mình đem cái nước chua đó, có thể là mình cái độ chua của mình đó hơn. Vì vậy cho nên quý vị muốn thực tập theo Phật giáo, quan trọng nhất vẫn phải có chánh niệm.
không vấn đề sai sót không, mà muốn tu theo đạo Phật là phải có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Ý thức rõ ràng. Ví dụ mình là một người con đang chăm sóc cho cha mẹ mình, đi đâu đi quý vị vẫn ý thức thôi, phải lo tình ngủ về tại cha mẹ ở nhà đang bệnh đang chờ. Tự nhiên cái chánh niệm đó nó giúp cho mình giảm đi, lỡ mình có sơ sót thì cũng không có quá đáng. Ý nó vậy. Làm sao sống với người chồng vợ họ phù mình ghét mình, làm sao để im lặng mà người phù của mình muốn yêu thân khi sống chung một nhà, làm chung một chỗ, mình không phù người đó, người biết người đó ghét mình. Không có sao, mình không có ghét người ta, mà người ta ghét mình. Từ từ hai cái đó nó không có tương đồng. Mình ghét họ, họ ghét mình, cái này mới có chuyện. Còn mình không ghét họ thì nhất định mình không có làm những cái điều gì nó quá đáng. Thưa đại chúng, có đôi khi trong cuộc sống mình gặp một cái duyên, không phải bất cứ lúc nào mình cũng gặp duyên tốt đâu. Đôi khi mình đi làm hay là mình sống chung với ai đó, mình gặp một cái duyên không thiện. Nhưng chính khi mình gặp cái duyên không thiện thì mình phải ráng sống bằng cái duyên thiện để nó dần giảm đi cái đó. Có một ví dụ như vậy, Đức Phật ví dụ trong kinh đó. Đức Phật nói cái mà cái nghiệp của mình nó giống như một nắm muối. Nhưng nếu cái nắm muối đó mà để trong một cái ly, thí dụ nắm muối bỏ ly này nó mặn không? Mặn. Nhưng mà nếu nắm muối này mà để bỏ trong một cái hồ nước thì nó ảnh hưởng gì không? Không. Cũng như vậy, cái nghiệp của mình với người đó nó giống như nắm muối mà. Nhưng mà nếu cái tâm của mình mà cái phước của mình mà nó rộng như là cái sông thì nắm muối này không có sao hết. Phó Hòa có làm một bài kệ để chuyển hóa. Nắm muối dù có mặn, vào sông núi sẽ tan, hận thù sẽ tan biến với tâm người thân hàng. Tại vì mình không có tương đồng cái nghiệp hận thù, cho nên đó trong kinh Pháp Cú cũng có câu gì nè: vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Vì vậy cho nên á, đây là một cái hoàn cảnh mà chúng ta phải tu ngay cái cảnh này. Ví dụ như bây giờ họ người đó là chồng đó, là vợ mình, mà tại sao người ngày xưa thương yêu đầm ấm mới có chuyện mà chấp nhận nhau mà bây giờ lại hận thù nhá, thì chắc phải có cái duyên do. Bây giờ nếu mình hiểu được duyên do rồi thì mình ráng tu tập để cảm hóa cái duyên do đó. Nếu là nghịch duyên thì cố gắng mình sống bằng cái duyên lành để cảm cái đó. Còn nếu mà là thuận duyên thì chúng ta nên tưới tẩm cái thuận duyên đó và đừng sống ỷ lại, để rồi một ngày nào đó cái thuận duyên này nó biến thành cái nghịch. Ví dụ người đó chiều chuộng mình, thương yêu mình, nhưng mình không biết trân quý, mình hất hủi, mình la rầy, mình đủ thứ chuyện hết. Mới đầu họ nhìn hết, họ thương họ nhìn hết, nhưng con người sức chịu đựng họ cũng có lúc thôi. Một lúc là họ chịu không được thì họ cũng sẽ buông mình. Thì cái đó có được thì cái chia cũng có được thôi. Người ta ghét mình mà tại sao gặp mình vẫn cứ bình thường, mình không có khởi một cái tâm gì hết. Mà bây giờ nói cho cùng thì mấy người này là ai đó? Trong này toàn là chồng, là vợ, là người thân của mình thôi. Còn ví dụ như mình quán sao với những người đi làm đây. Bây giờ ví dụ gặp nhau mà hỏi, nói cho cùng đi làm để kiếm gì nè? Kiếm tiền. Cho nên lỡ vô trong tiệm á, mà ai kiếm chuyện á, thôi vô đây kiếm tiền cũng kiếm chuyện. Nó khó đó. Nhưng mà tại vì mình đang ở cái duyên này, phải chịu thôi. Tại quý vị thấy trong cuộc đời này là mỗi người mỗi cảnh phải không? Mỗi người mỗi cảnh, đâu có ai giống ai được.
Thành thử ra bây giờ nếu mà cái duyên mình ở trong cảnh này thì mình phải ráng tu tập để chuyển cái cảnh này, chứ đừng có bao giờ so sánh. Cái quan trọng là mình được bổ vào cái. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, giữa địa ngục với thiên đường cái nào khổ hơn? Dĩ nhiên là địa ngục rồi. Nhưng mà tại sao Bồ Tát Địa Tạng lại chấp nhận cái đó? Tại vì Ngài muốn độ họ. Mà Ngài muốn độ họ thì Ngài phải chịu cái nấm bức của cái địa ngục đó để mà gần gũi với họ. Cũng giống như có một ví dụ như giờ ở Hawaii để nắm. Ví dụ vậy đi. Bây giờ ai muốn độ cõi này thì phải chấp nhận cái nấm chung với chúng sanh này mới độ họ được. Chứ bây giờ mình không chấp nhận cảnh này thì làm sao mình độ? Cho nên trong sự các vị mới dạy đó, ta không vào địa ngục thì ai vào? Thì thưa đại chúng là nếu quý vị đang ở trong cảnh này thì đây là cái cảnh mà quý vị phải ráng để chuyển hóa, để tu tập. Trời ơi, một lát hơn. Thơ tình để xói lặng. Thưa Thầy, con quy y được khoảng 10 năm. Nay con quy lại có được không? Chứ vậy. Lắm dưới sau 10 năm cũng lắm thứ lại. Dạ không cần quy lại gì hết. Như thế này nè. Nếu như á, mình quy y xong rồi, thầy sư phụ của mình không còn ở trên thế gian, có thể vì nó đã mất hay là vì nó xa xôi với mình quá, mà mình có gần gũi một cái vị thầy nào ở cái địa phương của mình, mình có thể y chỉ học pháp nương tựa với vị thầy đó. Vì cái pháp quy y là quy y chung, mười phương chư tăng, Phật pháp tăng đều là thầy, là Phật pháp của mình. Nhưng mà cái vị thầy quy y cho mình là mình có duyên như một thầy bổn sư để dẫn dắt mình vào con đường tâm linh tu tập. Chứ không phải quy y xong rồi là mình chỉ biết ông thầy đó thôi, còn những thầy khác mình không biết. Không phải vậy. Bây giờ quý vị ra đường mà quý vị có gặp đó, thầy Lào, thầy Tàu, thầy Việt, thầy Thái gì cũng biết, mà các vị đó có sự tu tập thì đều là thầy của mình để mình nương tựa hết. Cho nên nếu mà cứ 10 năm mà quy lại vậy đó thì em các Phật tử cứ 10 năm review. Chữ lại đây nếu quý vị hiểu là y chỉ với một vị khác. Bà thầy, con xin hỏi thầy là nếu người có tội sau khi chết vào địa ngục chịu tội rồi, xong trước khi đi đầu thai phải uống canh mạnh bà để quên hết, nhưng tại sao lại phải trả nghiệp từ kiếp trước? Xin thầy quan nghĩ giải đáp. Ai uống canh mạnh bà rồi? Đây là truyền thuyết thôi, nó không nằm trong giáo lý của đạo Phật. Cái chuyện mà uống canh mạnh bà đi qua cầu Nại Hà, nhớ nha, đi qua cầu Nại Hà uống canh mạnh bà rồi lên trên đài quân sạch sẽ trên đó, đó là truyền thuyết, đó là cái chuyện người ta nói, chứ nó không có nằm trong giáo lý đạo Phật. Vì nó nằm trong giáo, không, nó không nằm trong giáo lý đạo Phật, cho nên em không có biết. Còn Phật giáo thì nó như thế này, đạo Phật không dùng chữ đầu thai, Phật giáo là chúng ta dùng chữ tái sinh hay là thọ sinh. Ví dụ như mình tạo cái nghiệp gì thì mình sẽ thọ cái nghiệp đó và chúng ta tái sinh vào cái tội đó. Còn thí dụ như các bậc đại trí đại nguyện, các bậc Bồ Tát thì các ngài tùy nguyện mà các ngài thọ sinh do cái nguyện. Với một ví dụ này, thí dụ như thầy Dũng Thiện đây, thầy lúc thầy qua Mỹ thầy đâu phải ở đây, thầy ở đất liền, nhưng mà thầy qua tới đây là thầy cảm được cái duyên ở đây, thầy nguyện về đây. Như vậy thầy ở đây là do cái nguyện, chứ không ai đẩy thầy trên đó, không ai ép thầy về đây hết. Tự thầy muốn ra đảo để thầy làm đảo chủ.
Còn nếu bữa nay em về đây em phải làm đảo chúa. Đó là mình phát nguyện mình họ sinh. Còn ví dụ như á, có một ví dụ như á, quý thầy mà có đi vào trong nhà tù để mà thuyết pháp cho những tù nhân nghe, đó là do cái nguyện của các thầy. Nhưng mà nếu một cái người mà phạm tội á, họ không được quyền xem ngô như cái nhà tù, mà họ buộc lòng phải vào đó. Vì sao? Vì đó là tùy nghiệp mà thọ sinh. Còn mình đi vào tù, mình giảng cho họ nghe, đó là tùy nghiệp mà chúng ta thọ sinh. Tùy cái nguyện, do nguyện mình đó. Còn người, cái người mà ở trong cõi khổ là do cái nghiệp mà phải thọ, chứ không phải bình thường. Ví dụ bây giờ mình nghĩ tại sao trong một cái hoàn cảnh gia đình mà cùng tuổi với mình, có thể cùng sanh cùng lúc với mình, mà sao người kia sung sướng mà mình lại không? Tùy cái nghiệp, cái nguyện của mọi người. Thưa Thầy, lúc sống con bất hiếu với cha mẹ con nhiều quá, giờ cha mẹ con đã quá vãng, muốn chuộc lỗi lầm phải làm sao? Khi mà mình có được một cái tâm thấy lỗi mình, đó là một trong 11 cái tâm thiện. Mình làm điều sai và mình thấy mình sai, mình phục thiện, đó là tốt. Giờ mà thưa đại chúng, muốn trả hiếu cho cha mẹ, dù là mình lỡ mang tội bất hiếu, hay mình muốn trở thành một người con hiếu, cũng không ngoài cái cách sống của mình. Bây giờ mình không trả hiếu cho cha mẹ bằng cách cung phụng món ngon vật lạ, thì mình có thể trả hiếu cho cha mẹ bằng cách là mình sống lành mạnh ngay trong đời này. Tại vì mình nhìn, nếu mình nhìn sâu sắc là mình thấy rõ ràng đó, là bây giờ mình đang mang dòng máu của cha trong mình, mình mang cái dòng máu của mẹ trong mình. Nếu mình sống như mình sống mà dở như là mình hút sách, rượu chè, cờ bạc, thì mình tự hủy thân này, nghĩa là mình đã hủy cái thân mà cha mẹ đã cho mình, cũng không khiếm như được. Bây giờ muốn trả hiếu là bằng cách sống cho lành mạnh, dưỡng cái thân, làm nhiều việc tốt, lấy cái thân này làm nhiều cái việc thiện, giúp đời, lợi người, thì đó là một cái sự gọi là trả hiếu. Hồi xưa người ta dạy mình gì nè: phụ tại quan kỳ hạnh, phụ tử quan kỳ chí. Nghĩa là khi cha còn sống thì mình hãy nhìn, hãy quan sát cái cách sống của cha để mình học. Phụ tại quan kỳ hạnh, chữ quan là nhìn, quan sát. Nhưng mà nếu cha mẹ mất rồi thì mình phải theo cái chí hướng đó mà. Pháp Hòa ví dụ bây giờ đệ tử Pháp Hòa đi, Pháp Hòa hàng ngày và sống như vậy, như vậy quý vị sống chung, quý vị học cái hạnh quý vị của Pháp Hòa quý vị. Nhưng một ngày nào Pháp Hòa không còn thì quý vị theo cái chí hướng đó mà sống là gì? Cái chí nguyện của Thầy là muốn mình hành đạo giúp đời, theo cái chí nguyện đó mình sống là mình trả hiếu. Cho nên các bậc thầy tổ luôn luôn dặn đệ tử, nếu như các con đang hành đạo ở đâu, nghe Thầy qua đời, không nhất thiết phải trở về làm lễ tang cho Thầy mới gọi là có hiếu đâu. Nếu các con tiếp tục cái công cuộc hành đạo, đó là sự trả ơn cho Thầy tiếp tục. Cũng giống như ngày tu Bồ Đề đó, đâu phải là ngày đi xuống tận núi ngày đó Đức Phật mới gọi là người welcome chào đón Đức Phật đó. Ngài một mực ở trong nhà để ngồi thiền, thì đó là cái chấp đón Đức Phật, linh tập Đức Phật. Đức Phật cũng dạy nè: tin tôi mà không hiểu tôi thì quý vị vẫn xa tôi ngàn dặm. Nếu quý vị tin tôi, quý vị hiểu tôi, quý vị sống được như lời tôi, thì quý vị dù xa ngàn dặm nhưng quý vị cũng sát bên. Cũng như vậy, cho nên chúng ta tại sao gọi là thân cận? Mình hay nói với nhau còn rất là thân cận với Thầy, nhưng mà xem chừng có thể mình chỉ mới thân mà chưa cận. Thế nào gọi là thân? Thế nào gọi là cận? Thân là sát một bên, cận là làm theo lời Thầy mới gọi là thân cận. Sát một bên Thầy, mà Thầy dạy rằng phải thương yêu người đó, phải nâng đỡ người đó. Khi họ tới đây mình thân với Thầy, gần Thầy,
mà muốn báo về thầy mà mình lại hất hủi một cái người Phật tử khi họ đến họ tìm thầy, ví dụ vậy, có một ví dụ vậy, thì mình chỉ mới thân mật cảm linh, không hiểu được cái tâm lý của thầy, cái tâm từ của thầy, cái sự ước nguyện của thầy muốn độ người, mình không hiểu được, hiểu ý không? Cho nên chữ thân là gần, chữ cận là theo cái việc đó. Ngày nay cũng vậy, nếu như mà có những người con sống bình thường, không có làm gì cha mẹ buồn, nhưng bây giờ muốn trả hiếu cho cha mẹ, thiết thực nhất là sống theo những ước nguyện của cha mẹ. Cho nên đó, nhìn cho kỹ nè, trong người mình bây giờ 50% của cha, 50% của mẹ, cha mẹ trao truyền cho mình cái thân này, thì mình phải sống như thế nào để trả hiếu cho cha mẹ. Thưa đại chúng đó, ông bà ngoại có bà mất sớm, Pháp Hòa thương ông bà ngoại nhưng mà không có được cái cơ hội làm gì cho bà ngoại mình tốt hơn. Đôi lúc đó, bà thân Pháp Hòa thì bị bệnh cho nên chân yếu không có đi đâu được. Nhiều lúc Pháp Hòa đi chỗ này chỗ kia, trong lòng con vẫn có cái sót. Mình thì đi quá trời luôn và không có được cơ hội đưa mẹ của mình đi đây như kia, với bà đi nói. Nhưng mà những lúc đó Pháp Hòa tư duy lại, con đang đi cho mẹ, con đang làm việc này cho mẹ. Tại vì mình thương người đó, mình phải biết rằng người đó đang ở trong mình. Còn mình sống như thế nào để cha mẹ yên lòng với cái cách sống. Cho nên trong những cái buổi giảng cho mấy em nhỏ bằng tiếng Anh, Pháp Hòa luôn luôn thương á, là phải thể hiện tình thương. Thì nói tới đây Pháp Hòa nhớ là ngày hôm kia trước khi bay qua đây thì Pháp Hòa có một anh đệ tử người Mỹ, anh đang học dược sĩ thì bỏ nửa chừng tại vì anh chăm sóc cho ba của anh. Thì có một khoảng thời gian anh bị bệnh tâm thần, thì người anh đã tìm tới chùa mình và quý Pháp Hòa và các thầy giúp đỡ cho anh rất nhiều trong cái chuyện mà tu tập để mà anh bớt được cái bệnh đó. Thì ba má của anh quý quý thầy đó, tại vì luôn luôn đó là nhờ quý thầy mà con của họ ngày nay mới được tỉnh lắm. Thì một hôm bà già ở nhà mở băng mà nghe, thì bà già nghe tới cái đoạn là "When you love someone, you have to show your love. Oh, every day after meal, you show your love by washing dishes. You come back home from school, show your love by hang your clothes. Put your shoes nice and neat. Fold your clothes. Clean your room. That's all the way you show your love. A fine one. But then this is the religion that I want." Mình nói là Pháp Hòa mới nói với bà, Pháp Hòa trong cái buổi giảng mình nói tình thương ngay, mình phải thể hiện này. Xem quần áo là thể hiện tình thương nè, ăn cơm rồi phụ mẹ rửa chén là thể hiện tình thương nè, đi học về để đôi giày cho ngăn nắp là thể hiện tình thương nè. Tại vì mẹ thấy đôi giày mà để tùm lum thì mẹ la là mẹ bực, phải không? Thương là phải thể hiện. Bây giờ mỗi lần bà kêu anh đó rửa chén, "Honey, time to show your love." Mấy chị học câu này nha. Mấy ảnh ăn xong mấy ảnh lên lầu nằm á, mấy chị đứng ở dưới "Honey, time to show your love." Mấy anh ăn cơm rồi đứng dậy phụ vợ dọn chén, phụ vợ dọn nồi, gom gọn thức ăn, rồi phụ vợ lo cho con cái, tất cả cái đó đều thể hiện tình thương. Đâu phải mình đợi chết mình mới nói cái gì, mình mới làm cái gì. Và cái món quà lớn nhất mình cho nhau đó là gì? Đó là sự có mặt và thể hiện tình thương của mình mỗi ngày. Quý vị hiểu được tôi nói vậy. Cho nên thôi, bây giờ vị Phật tử này có ăn năn thì sự đã rồi, nhưng không có quá trễ. Mình biết rằng bây giờ mình đang đi cho mẹ, đang thở cho mẹ, đang sống cho mẹ, và sống từng giây phút không lãng phí. Phụ tải quan kỳ hạnh, phụ tử quan kỳ trí. Cha mẹ mà còn, nhìn cho mẹ sống mà học theo. Nếu cha mẹ mất rồi, theo cái chí hướng của cha mẹ, cái ước nguyện của cha mẹ mà sống. Như vậy thì mình mới gọi là hiếu là hảo. Rồi nãy thấy có mấy câu. Sao? Ngày mai Pháp Hòa còn gặp quý vị ở trên chùa Thanh Nguyên.
mai sáng Pháp Hòa có buổi giảng cho nó 10 giờ. Bây giờ Pháp Hòa chỉ trả lời một câu nữa tại 9 giờ rưỡi rồi. Để cho quý vị đi ngủ và mai đi cày. Em đâu có tiền mà trả lương nhiều quá. Thưa thầy, đã lâu thầy có kể rằng có một thiếu phụ trước khi chết có giao cho thầy một đứa bé sơ sinh. Khi thầy cho biết đứa bé đó bây giờ ra sao rồi? Ủa, có vụ này nữa. Sao em không biết vậy? Giao phải sơ sinh và giao một đứa nhỏ thôi, hai đứa giờ lớn hết rồi. Em cũng được hai cháu ngoại rồi. Trong một bài giảng đã lâu, thầy có nói rằng một buổi giảng pháp thành công gồm có nhiều yếu tố đóng góp vào đó. Trong đó có yếu tố người đặt câu hỏi, xin thầy giảng rõ hơn về điều này. Thật ra thì trong một buổi giảng á, thì ngoài cái đề tài mình chọn giống như nãy giờ đây, nếu mà không có câu hỏi thì mình đã xong rồi. Nhưng mà nhờ có câu hỏi cho nên mọi người còn ngồi lại và mở mang thêm một số vấn đề. Và có thể mình đã từng thắc mắc nhưng mà bây giờ nó không phải, mình không nhớ để hỏi. Hoặc là đôi khi mình cũng thắc mắc nhưng mà chưa bao giờ mình đặt câu điều đó. Nhưng mà lỡ ai đó người ta đặt câu hỏi thì mình lại được lợi lạc chút. Cho nên là cái này là nó làm cho cái buổi sinh hoạt thêm sống động. Và nó làm cho cái buổi giảng pháp thêm cái phần gọi là trọn vẹn. Không phải chỉ có quà nói mà quý vị còn có những câu hỏi để mãn nguyện, phải không? Mãn nguyện đó, ai đến thì thật ra Pháp Hòa thích trả lời câu hỏi đó. Tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng mình đi đến đó lâu lâu mới được cơ hội một lần. Nếu mà quý vị đặt những câu hỏi có liên quan đến sự tu tập trong Phật giáo của mình thì quý vị sẽ giúp cho quý vị nhiều hơn là quý vị nghe Pháp Hòa nói một chuyện. Thì Pháp Hòa chọn một đề tài, cho nên thường thì Pháp Hòa thích nói khoảng chừng 40 phút tới tiếng là cuộc. Sau đó phải dành cho quý vị một thời gian để quý vị có những câu hỏi. Còn nếu tốt nữa là cứ nguyên buổi giảng nó trả lời câu hỏi không. Mỗi lần mình lại Phật mà mình chỉ lại được 3 lại, mình không lại được 4 lại, con xin hỏi thầy, lại có tượng trưng cho cái gì? Và mình có phải do nghiệp mà ra không? Con xin thầy quan hỷ. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo nó có một cái pháp môn, đây là một pháp môn tu nha, đó là pháp môn kính lạy. Nếu mà đứng phân tích về lạy á, nó có 9 cách lạy hay là 7 cách lạy. Hôm nay chúng ta chắp tay, chúng ta một người xuống tâm, chúng ta lạy, thì cái này gọi là, cái này chúng ta gọi là thành kính lạy. Hay là chúng ta một người chúng ta xuống, gọi là quy mạc lạy. Nhưng mà người Tây Tạng á, người ta không có lạy như cách của mình, mà người ta lạy xong người ta trường cái người ta đang trước, ta nằm dài cái người ta đang. Thì cái trường hợp này gọi là trường mạng lễ. Mạng là cái thân mạng, trường là dài đó. Và lại bằng cách là cái thân nằm dài đó. Còn mình á, chỉ là một người xuống, cái mông mình ngồi trên cái bắp đùi của mình, rồi hai cái người mình nằm xuống gọi là quy mạng lễ. Cái nào cũng lễ hết á. Nhưng mà tại sao phải lễ? Cái lễ nó mang ý nghĩa gì? Tại vì chúng ta thường có một cái cách là chúng ta luôn luôn coi mình cao hơn người khác, giỏi hơn người khác. Cho nên một trong những cái cách hạ cái ngã đó, hạ cái tâm tư mà luôn luôn nghĩ mình hơn người bằng cách là hạ mình. Cho nên nó không có cái cách nào cung kính.
và để biểu tượng cho sự khiêm cung bằng cách là chúng ta hạ mình. Vì vậy mà muốn chúng ta gặp nhau, chúng ta chắp tay, chúng ta xá nhau, thứ nhất là để biểu tượng sự cung kính, thứ hai là để chúng ta tỏ lòng khiêm cung. Mình có ai đi nữa, người khác mình cũng xá. Cho nên cái lạy là để thực tập cho vấn đề buông xả cái bản ngã. Vì con người mình luôn luôn là thấy mình cao hơn giỏi. Nếu mà nói về cái mạng, cái ngã mạng, cái cống cao này, chúng ta có tới 7 loại mạng, 7 cái hình thức. Thí dụ như mình bằng người ta thì mình cho mình hơn, nhưng mà người ta mà hơn mình đó, mình kéo người ta xuống cho bạn. Mà người, nếu mà người đó bằng mình đó, mình đẩy người ta xuống thấp hơn. Tức là luôn luôn mình phải thắng người ta một phần. Nếu mình với người bằng thì mình sẽ quảng cáo rằng mình hơn, nhưng nếu mà người đó hơn mình sẽ kéo người ta xuống bằng. Có gì hơn tôi đó, bằng tôi là được. Rồi nếu mà người đó mà bằng mình đó, thì mình đẩy họ xuống. Họ hơn thì mình kéo xuống bằng, mà họ bằng thì đẩy họ xuống. Đó là một những hình thức để nói lên cái sự kiêu mạn của mình. Cho nên trong Phật giáo chúng ta thực hiện lễ. Còn vấn đề lễ, muốn lễ bao nhiêu thì lễ, không ai bắt buộc. Tuy nhiên chúng ta có một số những con số tạm để nói lên ý nghĩa, còn mình muốn hơn thì cứ lễ, không sao cả. Thứ nhất, khi chúng ta lễ Phật, chúng ta lễ ba lễ. Vì ba lễ đó là tượng trưng cho lạy Phật, lạy Pháp, lạy ta. Còn ví dụ mình muốn cốt chính lễ cũng được nữa, nếu đủ sức khỏe lễ, lạy Tam Bảo mà lạy ba lần. Lần thứ nhất ba lạy, lần thứ hai ba lạy nữa, có sao đâu. Muốn lạy bao nhiêu cũng được, nhưng mà con số 3 căn bản là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta lạy người chết, khi chúng ta cúng người mất, châm trà, giữa cái thời cúng châm trà, mà mỗi lần châm trà xong thì lại hai lạy. Tại sao lại hai lạy? Vì hai lạy đó là biểu tượng cho gì? Biểu tượng cho chân đế và cục đế tương dung. Người âm và người dương nó tương dung, đó là tượng trưng cho hai lạy. Có một ví dụ, thầy ổng cúng, ổng nói trai chủ dân trà, cái mình đứng dậy mình rót trà. Thì trong khi mình rót trà thì ông thầy ổng thổi vô cái buổi cái hình thức mình cúng trà một cái bài kệ đạo lý. Trong năm kiếp sống, một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Trong khi mình rót trà mà mình nghe được thầy đó thổi vào cái hình ảnh đó, một cái ý nghĩa tu tập, mình phải quán này, trăm năm kiếp sống, nhưng mà bao lâu? Chỉ một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng, rót trà cúng cho người thân. Nhưng mình nghe được đạo lý để sống. Vậy thì hưởng cái người mất, cúng cho họ uống trà. Nhưng ở đây mình được uống một dòng pháp, có phải là âm dương nó tương dung, có phải là đạo thế và tục đế nó tương dung không? Tục đế là rót trà cúng, đạo đế là nói cái đạo lý, được chân lý. Cho nên lại hai lần, người chết chưa chôn cũng lại hai lần. Thật ra quý vị muốn lại bao nhiêu cũng được đó, không có quy định gì. Nhưng ở đây người ta muốn đưa ra một cái hình ảnh, một con số căn bản để ít nhất mình cũng có cái chỗ mình dựa. Khi mình hiểu rồi thì mình muốn làm gì mình làm, nhưng mà chưa hiểu dựa vô đó. Hai lại, tại sao hai lại người chưa chôn? Âm dương, người này chết rồi gọi là âm, nhưng mà chưa chôn còn đấy. Sanh tử vẫn tương dung, mình mượn người mất cúng cho người mất, nhưng mà thiệt sự ra người mất mình cúng cho họ, nhưng mà người sống này hưởng kiểu nội chuyện cúng xong hạ xuống tưởng là tướng. Nhưng mà cái nữa là gì? Họ đứng họ cúng mà họ nghe. Cha mẹ còn tại thế lo cơm nước cúng dường, mẹ cha không còn nữa, đức hạnh phải nuôi.
có một cái bài kệ bằng chữ Hán: Dương tử giang tâm thủy, mông sơn đảnh thượng trà, hương lương tam ẩm liễu, tạo phó pháp dương gian. Trà ở trên núi Mông nấu với sông ở dòng giữa cái dòng sông Dương Tử, tại vì ở bên Trung Quốc mấy cái địa danh đó. Dương Tử giang tâm thủy lấy nước ở cái dòng sông Dương Tử nấu chung với lại trà ở trên đỉnh núi Mông để nói lên cái cao đẹp nhất, cái quý báu nhất mà mình chọn. Dương Tử giang tâm thủy mông sơn đảnh thượng trà, rõ ba lần cũng như hương linh, hương linh tam ẩm liễu, hương linh mà uống xong ba cái ngụm trà này rồi á, sớm sanh về cõi Phật, tạo phó pháp phương gian. Mượn cái hình ảnh đó để chúc nguyện cho hương linh. Ngày nay chúng ta dịch ra tiếng Việt, bỏ mấy cái địa danh Trung Quốc, lấy địa danh Việt Nam, lấy cái đó. Trà trên đỉnh núi Tảng, Tảng là Tảng Viên, núi Tảng Viên, nước giữa lòng sông Đà, thiền vị chỉ một ngụm, tịnh độ đã sinh ra. Như vậy thì chứng tư lý rồi, đạo Phật nguyên thủy không có dụng cúng linh, cúng độc bà, cúng dỗ, cúng côn, đó là văn hóa của người Việt Nam. Người Việt Nam không cần biết cảnh đạo gì, nhưng mà cái đạo của người Việt Nam đó là hiếu thảo, kính ngưỡng ông bà. Cho nên không cần phân biệt đạo gì hết, nhưng mà ông bà mất phải thể hiện sự hiếu thảo. Nhưng bây giờ mình bày lên mình cũng không có đạo lý gì phủ. Thôi mượn cái đạo Phật nhập vô, hội nhập của đó, mượn cái hình thức cúng đó, viết ra mấy cái bài cúng, trong khi gia chủ cúng tiếp cho ta nghe. Bình thường kêu ngồi nghe, đâu có nghe đâu. Nhưng mà cha mẹ mất phải quỳ xuống đó cúng. Bây giờ trong khi anh đang quỳ đó, tôi nói cho anh nghe, tôi thuyết pháp cho anh nghe. Cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà không. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Anh nổ nhiều mà xác pháo nhiều. Hiểu được chỗ đó nha. Cho nên mình nói á, lại ba lại, lại hai lại, rồi giờ lại bốn lại. Bốn lại là gì? Tứ ơn cha mẹ. Cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ, hay là bốn ơn trong đời mình phải nhận. Đó là bốn lại. Còn nếu mình lại mà theo nho xưa lại tâm lại, ngoài đông tây nam bắc có cái trung gian ở khoảng giữa là ngũ phương. Đại khái muốn lại bao nhiêu lại, nhưng người ta đưa ra một số để có cái số để mình đương theo đó mình đọc. Thắp nhang, quý vị thắp một cây được rồi. Nhưng mà người xưa thắp ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Nhưng mà nói giới, nói định, nói tuệ, nhưng mà trong ba cái đó nó phải nương nhau mà nó có mặt. Cho nên thắp một cây thôi, không cần thắp ba cây. Một cây là đủ cho cả ba. Hơn thế nữa, nếu người ta đã thắp rồi, mình khỏi phải thắp, đứng bên chắp tay lại được rồi. Không phải mình trình với Phật: Phật ơi, con có cúng mà cây nhang đem vô. Quý vị cứ tưởng tượng ngàn người ngàn cây nhang mà biểu Phật phù hộ, cay quá, ai thấy ai mà phù hộ. Thôi ai hấp rồi mình đứng mình lại được rồi. Trong ba, trong một có ba. Trong giới có định có tuệ, trong tuệ có định có giới, trong giới có định có tuệ. Đó là công thức của nhau.